bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 306. Hô hô! Nóng bỏng cùng phong quét sạch thiên địa. Toàn bộ thế giới một mảnh đỏ sậm, trên bầu trời khi thì hiện lên trướng mắt tia chớp màu đỏ ngòm, khô nứt đại địa một mảnh xích hồng. Sở lương là được đi trên phiến đại địa này, thân sắc ngưng trọng dị thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chết héo làm hắc thụ mộc, còn có đại lượng tản mát khô vàng hài cốt. Nơi này chính là kẽ nứt phía dưới cơ duyên chi địa. Sở Lương tạm thời không thấy được cơ duyên gì, chỉ thấy vô tận hoang vu cùng tĩnh mịch, toàn bộ thế giới đều tràn đầy tử khí, giống như là bị hoang phế vực sâu luyện ngục. Thật quỷ dị địa phương. Trách không được đều nói muốn thành tông sư mới có thể đến, vẻn vẹn cái này ác liệt hoàn cảnh cũng không phải là võ giả bình thường có thể tiếp nhận. Sở Lương một mực bảo trì cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Bỗng nhiên, một đạo màu đỏ sẫm gió lốc từ phương xa phá đến, phong thanh thế lương, phảng phất quỷ gào, dọa người vô cùng. Xót gió lốc bên trong, nhảy ra một đạo quái dị vặn vẹo tinh hồng cái bóng. Nó gào rít một tiếng, thanh âm bé nhọn, toàn thân đẫm máu, giống như là bị bóc đi làn da viên hầu, mang theo hư thối cùng máu tanh khí tức, vô giết về phía sở lương. Tông sư cấp quái vật. Sở lương vẻ mặt nghiêm túc, chuyên tâm ứng đối. Tại cái này thành tiên cơ duyên chi địa, nguy hiểm rất nhiều, một trong số đó chính là các loại quỷ dị không hiểu quái vật. Những quái vật này có mạnh có yếu, yếu chỉ có luyện cân hoặc là luyện cốt thực lực, mạnh liền có thể so sánh tông sư, cực thiểu số thậm chí có thể siêu việt tông sư. Oanh, Sở Lương đấm ra một quyền, đánh vào quái vật trên thân. Quái vật thét lên, huyết nhục vẩy ra, nhưng nó cũng không lùi bước. Răng rắc răng rắc, nó kia máu thịt be bé bét ngực bắt đầu lõm, xương cốt tự hành đứt gãy, từng cây cắt ra, huyết nhục hướng về hai bên nhúc nhích, toàn bộ lồng ngực cùng ổ bụng cũng nứt ra, hóa thành một chương dị dạng đáng sợ huyết tinh miệng lớn. Bên trong không có tạng khí, chỉ có vô số phảng phất nhuyễn trùng ruột, không trọn vẹn không chịu nổi, làm cho người buồn nôn. Những cái kia máu me đầm đìa ruột chợt từ ổ bụng miệng lớn bên trong bay ra, giống như là từng cây xúc tu, hướng về sở lương quấn quanh mà đi. Thật quái dị phương thức chiến đấu. Sở lương cho mày, một bên tránh né huyết tinh ruột tập kích quấy rối, vừa quan sát quái vật này. Tục truyền, có chút lạ vật là năm đó đại chiến bên trong vẫn lạc thi hải thông linh. Cũng có nghe đồn, những quái vật này là trăm ngàn năm qua, mê thất tại bên trong vùng thế giới này nhiều đời tông sư nhân vật. Sở Lương quan sát hồi lâu, từ đầu đến cuối không có đầu mối, cuối cùng thả ra khôi lỗi cự nhân, đem quái vật này chém giết. Quái vật tử vong về sau, huyết nhục cấp tốc mục nát, xương cốt cũng phi tốc mục nát, hóa thành từng sợi tinh hồng xương mù, tản vào cả phiến thiên địa ở giữa, cuối cùng chỉ để lại một chút cho tàn. Không có cái gì. Sở Lương đánh ra một sợi kình khí, thổi ra cho tàn, không thu hoạch được gì. Hắn tiếp tục hướng phía trước thăm dò lấy hắn bây giờ khí vận cũng không về phần đi một chuyến ủng công luôn có thể đụng phải điểm cơ duyên ước chừng sau nửa canh giờ sở lương tao ngộ lần thứ hai chiến đấu lại lần nữa gặp một cái tông sư cấp quái vật lần này quái vật bị chém giết về sau cũng không hóa thành sương mù mà là chậm rãi khô cạn biến thành một bộ khô gầy thay khô sở lương đạt được quái vật sử dụng vũ khí một chi bích ngọc tiêu cái này bích ngọc tiêu bên trong khắc lấy thanh trúc hai chữ không phải là 500 năm trước thanh trúc tán nhân vũ khí sở lương trầm tư nhìn xem trên mặt đất đống kia cho tàn năm trăm năm trước thanh trúc tán nhân chính là tông sư đỉnh phong cường giả tục truyền hắn tại đại nạn đến trước đó tiến vào mảnh này cơ duyên chi địa rốt cuộc không có ra qua thanh trúc tán nhân am hiểu lấy âm luật đối địch nhưng vừa rồi cùng ta giao thủ chỉ là cái thuần túy ỉ vào huyết nhục quái vật sở lương nghĩ nghĩ không hiểu được đành phải thu hồi thanh trúc tiêu tiếp tục thăm dò cái này về sau mấy ngày hắn một mực hành tẩu tại mảnh này khô nứt xích hồng đại địa bên trên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tao ngộ hơn 10 lần chiến đấu, thu hoạch rất nhiều tông sư cấp bảo vật. Ngày thứ bảy, sở lương như thường lệ thăm dò. Bỗng nhiên, bước chân hắn dừng lại, nhìn qua phương xa. Ở phía xa chân trời, một tòa trụi lủi xích hồng trên núi cao, một người mặc áo bào xám khô gầy bóng người ngồi xếp bằng. Cái đó là sở lương sinh lòng cảnh giác, cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực người áo bào cho kia chậm rãi mở mắt ra trong mắt một mảnh huyết hồng không phân rõ đen trắng không có chút nào thanh minh chỉ có vô cùng vô tận ngang ngược cùng sát cơ che phủ thiên địa áp lực bỗng nhiên mà đến làm cho người cơ hồ ngạt thở sở lương sắc mặt đột biến không chút do dự xoay người chạy thông linh tiên thi tại cơ duyên này chi địa là có tiên nhân thi hải tồn tại lúc trước kỳ bảo lâu chủ chính là trong này đạt được ba bộ tiên thi cùng thi tiên quyết môn này bí thuật có số ít tiên thi tại vô số tuế nguyệt về sau sẽ tái sinh linh trí thi hài thông linh trở thành không người không quỷ sinh vật khủng bố đại lương hoàng đế lương hồng đạo liền từng gặp được ỷ vào cửu long hoàng kim giáp bảo hộ đào thoát suýt nữa mất mạng mỗi lần nhớ tới đều sợ không thôi sở lương cũng là không may vừa tới nơi này liền đụng phải một bộ hô hắn hóa thân kiếm quang chạy ra trăm dặm về sau rốt cục thở dài một hơi cũng may kia tiên thi cũng không đuổi theo sở lương lòng còn sợ hãi Lúc này đổi một cái phương hướng thăm dò. Về sau mấy ngày coi như bình ổn, gặp phải quái vật thực lực bình thường, hắn còn nhặt được mấy cái thần huyết chi tình. Ngày nay trạng vạng tối, trên bầu trời sấm sét vang dội, huyết vũ phiêu bạt. lại trời mưa. Sở Lương tìm sơn động, tùy ý ăn chút thịt khô, hơi chút nghỉ ngơi, tính toán đợi mưa tạnh lại đi ra thăm dò. Lúc này, một sợi dị hương bỗng nhiên truyền đến, quanh quẩn chóp mũi. Không thích hợp, ở đâu ra mùi thơm? sở lương lúc này nín thở để khôi lỗi thủ hộ tự thân hắn đứng dậy đảo mắt sơn động đang định dò xét một phen chợt cảm thấy một trận choáng đầu trước mắt biến thành màu đen thân thể nhoáng một cái như muốn té xỉu tỉnh lại sở lương quát chói tai một tiếng trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt cắn một cái tại đầu lưỡi hắn phun ra một búng máu đầu não cuối cùng thanh tỉnh chút không còn như vậy mê muội trước mắt cũng nhiều vài tia sáng ngời chậm rãi trở nên rõ ràng nhưng mà nhìn thấy trước mắt lại không phải trước đó cái sơn động kia. Sơn động biến mất vô tung vô ảnh. Bốn phía trống trải, khắp nơi trên đất đá vụn, thiên địa một mảnh mênh mông, giống như là đổi một cái thế giới. Chuyện gì xảy ra? Sở lương sắc mặt ngưng trọng, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phía địa vực này, hắn cũng không lạ lẫm. Lại hướng phía trước nhìn, phương xa có một đầu khổng lồ dãy núi, phẳng phất cự long ngủ nằm, phía trên bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang. Côn Luân Sơn Nơi này, chính là sở lương kiếp trước lữ hành lúc trải qua dưới chân núi côn lôn khu vực trên người hắn mặc màu xám đen ngoài trời áo nghiễm nhiên một bộ người hiện đại cách ăn mặc cùng mình trí nhớ kiếp trước bên trong giống nhau như đúc toàn thân lực lượng đều biến mất thành một phàm nhân bình thường sở lương sở lương bên cạnh truyền đến thanh âm chính là kiếp trước cùng nhau lữ hành bằng hữu Ừm, sở lương quay đầu nhìn lại ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp tuế nguyệt gặp lại cố nhân không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt bằng hữu lo lắng địa hỏi sở lương ngươi vừa rồi nhặt lên cái này gương đồng về sau bỗng nhiên té xỉu gọi thế nào đều gọi bất tỉnh chuyện gì xảy ra à có phải là bị bệnh hay không không có gì sở lương như có điều suy nghĩ cúi đầu nhìn lại trong tay hắn có một mặt tràn đầy xanh đậm vết dỉ pha tạp gương đồng chính là tiến hóa bảo giám kiếp trước hắn chính là ở chỗ này nhặt được tiến hóa bảo giám nhưng lúc đó không có làm chuyện sở lương ngươi thật không có chuyện gì sao Bằng Hữu lại hỏi: "Không có việc gì, làm một giấc mộng thôi. Bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 307." "Đúng vậy, một giấc mộng." Sở Lương biết, hắn lâm vào trong ảo giác. Phía trước kia Nguy nga Côn Luân Sơn, Bằng Hữu bên cạnh, cùng dưới chân thổ địa đều vô cùng chân thực. Phảng phất hắn thật chỉ là tại nhặt lên gương đồng lúc hôn mê một lát, làm một trận liên quan tới phi thiên độ địa huyền diệu mộng đẹp. Nhưng Sở Lương rất rõ ràng nếu như hắn đem cái này ảo giác thế giới coi là thật kia võ đạo chi lộ liền thật thành một giấc mộng hắn sẽ ở cái này trong ảo giác vượt qua phổ thông lại bình thường cả đời nếu là hắn nguyện ý tỉnh lại vậy bây giờ nhìn thấy hết thảy liền sẽ hóa thành một giấc mộng trở về cái kia huyết vũ mưa như chút nước thế giới có lẽ hai bên đều chỉ là một giấc mộng hết thảy đều quyết định bởi tại chính hắn liền nhìn hắn càng muốn dừng lại ở đâu giấc mộng cảnh bên trong thôi tỉnh dậy đi sở lương thở dài trước kia đủ loại đã là quá khứ theo thanh âm hắn rơi xuống quanh thân hết thảy đều phảng phất hư ảo hình bóng tiêu tán thành vô hình hắn vẫn như cũ thân ở trong sơn động ngoài động tiếng sấm vang rền huyết vũ mưa như chút nước thiên địa một mảnh kiềm chế kia cỗ không biết từ chỗ nào bay tới dị hương đã biến mất khôi lỗi cự nhân vẫn như cũ thủ hộ tại bên cạnh hắn một tấc cũng không rời con dối cũng rời đi không gian chữ vật xếp bằng ở cửa hang tản mát ra cường hoành khí tức tiền bối ngươi sao lại ra làm gì sở lương hỏi cảm giác ngươi tình huống không đúng liền ra nhìn xem con dối nói ngươi tâm tính không tầm thường nhanh như vậy liền có thể thoát khỏi ảo giác do so đại bộ phận uy tín lâu năm tông sư đều mạnh bất quá ngươi mấy cái thú bộc còn tại trong ảo giác ta xem một chút sở lương từ trong túi áo móc ra hai con con chuột nhỏ hai người bọn họ đều là một bộ hôn mê bộ dáng toàn thân xốp làm sao lắc đều lắc bất tỉnh tại sở lương trên cánh tay quấn quanh dao đại cũng lâm vào ảo giác nếu là một mực vẫn chưa tỉnh lại, liền sẽ chậm rãi mê thất, trở thành một bộ cái xác không hồn. Con dối nói, bên ngoài những quái vật kia, có lẽ liền có một ít là mê thất người. Tiền bối, nhưng có biện pháp để bọn hắn tỉnh lại. Sở lương hỏi. Có, ngươi lực lượng tinh thần cường đại, đồng thời cùng bọn hắn có chủ phó khế ước, trực tiếp lấy lực lượng tinh thần kích thích bọn hắn thức hải. Liền sẽ để bọn hắn ý thức được là tại trong ảo giác, nhưng ta đề nghị ngươi chờ một chút, tốt nhất để chính bọn hắn tỉnh lại. Cái này ảo giác mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một loại ma luyện, ta hiểu được. Nghe vậy, Sở Lương đem hai con con chuột nhỏ thăm dò trở về túi áo bên trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi. Trong lúc đó, hắn bắt đầu suy nghĩ ảo giác cùng dị hương sự tình. Trước đây, ở bên ngoài tông sư lâu, cùng rất nhiều tông sư giao lưu lúc, bọn hắn đều từng đề cập tới ảo giác, cũng căn dặn Sở Lương phải cẩn thận. Nhưng bọn hắn phần lớn cảm thấy Sở Lương tâm tính cứng cỏi dù sao có thể không ngủ không nghỉ truy sát hơn mấy tháng đổi lại bọn họ chính mình cũng làm không được hẳn là có thể nhẹ nhõm khám phá huyễn tượng sự thật cũng xác thực như thế sở lương vừa chúng chiêu liền ý thức được là tại trong ảo giác đồng thời đối ảo giác thế giới không có quá nhiều lưu luyến tiền bối ngươi có biết kia dị hương từ đâu mà đến sở lương hỏi thăm con dối không biết con dối lắc đầu nhưng nói một chút chính hắn phỏng đoán hắn cảm thấy mảnh này tàn phá thế giới bên trong khả năng có một kiện cực kỳ cường đại bảo vật mỗi thời mỗi khác đều tại ảnh hưởng bên trong vùng thế giới này sinh linh nếu là có thể phát hiện món kia bảo vật hơn phân nửa có thể được đến một lần kinh thiên tạo hóa một lát sau thử nhị dẫn đầu tỉnh lại đa tạ chủ nhân thủ hộ thử nhị nói lời cảm tạ thử nhị ngươi kinh lịch cái gì sở lương hỏi hắn chủ nhân ta tại huyễn tượng bên trong gặp được mẫu thân thử nhị tra mối cảm xúc ngổn ngang kỳ thật ta ngay từ đầu liền biết kia là huyễn tượng chỉ là ta suy nghĩ nhiều làm bạn một hồi mẫu thân cho nên không muốn tỉnh lại thử nhị than nhẹ một giấc mộng dài thất vọng mất mát hắn cuối cùng vẫn là tỉnh sau một lát thử đại cũng tỉnh lại hắn huyễn tượng cùng thử nhị không sai biệt lắm lúc trước thâm sơn phát sinh hỗn loạn hai con con chuột nhỏ mẫu thân bản thân bị trọng thương liều mạng mang theo bọn hắn chạy ra thâm sơn không bao lâu liền chết đi bây giờ bọn hắn đã là tuyệt thế yêu vương đi tới tầm bảo thử nhất tộc đỉnh phong là vô số yêu tộc hâm mộ cùng kính ngưỡng đối tượng, chuột sinh tựa hồ rất hoàn mỹ. Nhưng, quay đầu chuyện cũ, cuối cùng cũng có tiếc nuối. Lại qua trọn vẹn ba canh giờ, do đại rốt cục chậm mơ màng tỉnh lại. Hắn một mặt hổ thẹn, nói ra, ai, ta tại huyễn tượng ở bên trong lấy được chân long truyền thừa, hóa thân chân long, ngao du tứ hải, thôn vân thổ vụ. Tiêu giao tiên phàm lưỡng giới, cảm giác kia thật sự là quá tốt rồi, ngay từ đầu đều không có ý thức được là tại huyễn tượng bên trong. Cũng là bình thường, ta cũng nghĩ trải nghiệm mạnh lên cảm giác. Sở lương cười cười, xem thường. Ba canh giờ, không dài không ngắn, dù sao không có mê thất. Giờ phút này, phía ngoài huyết vũ đã ngừng, chỉ là trên bầu trời vẫn như cũ có ù ù tiếng sấm. Sở lương mang theo bọn hắn lại lần nữa xuất phát, thăm dò mảnh này quái dị thế giới. Hai ngày sau, hắn tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện một đoạn khổng lồ móng vuốt, coi khí tức, hẳn là thượng cổ chân long. Do đại, ngươi giấc mộng kia có lẽ có hy vọng trở thành sự thật sở lương cười nói chớ cao hứng trước quá sớm chỉ là một đoạn móng vuốt mà thôi con dối mở miệng trong sơn cốc này có không ít không trọn vẹn trận pháp nếu là không cẩn thận bị trận pháp quét sạch cho dù là thân thể của ngươi đều có thể bị trận pháp chi lực xé thành mảnh nhỏ ta minh bạch cái này về sau một đoạn thời gian tại con dối chỉ điểm xuống sở lương bắt đầu từng bước phá giải trong sơn cốc trận pháp hắn tại trận pháp một đường lĩnh ngộ bắt đầu phi tốc tăng trưởng trong sơn cốc ngoại trừ kia đoạn chân long móng vuốt, còn có còn lại nhưng thu hoạch, tỉ như tạo dựng trận pháp những cái kia bảo vật. Ngoài ra, Sở Lương còn phát hiện mấy chục mai thần huyết chi tinh, cùng một chút vỡ vụn vũ khí hải cốt. Cái này móng vuốt, do đại ngươi cầm đi chậm rãi lĩnh hội đi. Sở Lương đạt được móng vuốt về sau, cảm ngộ một phen, liền ném cho Giao Đại. Giao Đại như nhặt được trí bảo, mừng khấp khởi địa nhận lấy. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Sau đó thời gian, sở lương tại mảnh thế giới này gặp được rất nhiều quỷ dị huyền bí cảnh tượng. Đi ngang qua một mảnh bồn địa lúc, hắn thấy được hàng ngàn hàng vạn thi hài tại thảm liệt chém giết. Tại cái nào đó sơn động lúc nghỉ ngơi, hang núi kia vậy mà chậm rãi khép kín, cửa hang hiện ra từng dãy bé nhọn răng nanh. Bất chi bất giác chính là ba tháng trôi qua. Trong thời gian này, sở lương gặp được không ít nguy hiểm, cũng phát hiện qua rất nhiều bảo vật, tại các loại quỷ dị nguy cơ áp bách dưới, tốc độ phát triển viễn siêu dĩ vãng. Đáng tiếc, rất nhiều bảo vật chỉ có thể nhìn xa xa, căn bản lấy không đến tay. Ngày nay trạng vạng tối, Sở Lương đứng tại trên một ngọn núi cao, ngóng về nơi xa xăm. Phương xa, một mảnh xích hồng trên khoáng dã, sấm chớp, phong bạo gào thét, vô cùng vô tận không chọn vẹn trận pháp vờn quanh. Ở mảnh này giữa đồng trống tâm, có một tôn đại đỉnh, lơ lửng giữa không trung, toàn thân thành kim sắc, sáng chói vô cùng, bốn phía không ngừng diễn hóa xuất từng cái huyền diệu thần dị phù hiệu màu vàng óng kia là sở lương khi tiến vào thế giới này về sau, thấy qua cường đại nhất bảo vật. Tiên đỉnh. Nhưng hắn căn bản là đi không đến giữa đồng chống tâm. Vẹn vẹn ngoại vi vô số không chọn vẹn trận pháp, liền để hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Thôi, đỉnh này cùng ta tạm thời vô duyên, lại đi địa phương khác nhìn xem. Sở lương cũng không lòng tham, dù sao mạng nhỏ quan trọng. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Mới vừa đi không bao lâu, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, trong đầu tiến hóa bảo giám quang mang hào phóng, phóng xuất ra một đạo mắt trần có thể thấy bạch quang, xuyên thấu qua mi tâm, bay về phương xa. Chuyện gì xảy ra? Sở Lương một trận kinh ngạc, tiến hóa bảo giám ong ong chấn động, vậy mà chủ động truyền lại ra một cỗ khát vọng cảm xúc. Cho dù là lần trước đạt được thạch thịt, tiến hóa bảo giám cũng chưa từng biểu hiện ra như thế dị dạng. Bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 308, hẳn là xuất hiện viễn siêu thạch thịt bảo vật. Sở Lương lập tức hóa thân kiếm quang, thuận tiến hóa bảo giám cảm ứng, thẳng đến mảnh thế giới này Tây Nam mà đi. Tiến hóa bảo giám chấn động càng ngày càng lợi hại. Không bao lâu, một đạo sâu không thấy đáy u ám vực sâu xuất hiện tại Sở Lương trước mắt. Là nơi này. Sở Lương ngự khí hoành không, lơ lửng tại trên vực sâu, nhìn xuống đi. Vực sâu bên trong một mảnh đen kịt, thâm thúy vô cùng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất nối thẳng cửu u địa ngục, chỉ là coi trọng vài lần, liên có thể làm cho người sinh ra tâm tình bất an hấp dẫn tiến hóa bảo giám đồ vật ngay tại vực sâu bên trong có vào hay không đi sở lương trầm tư một lát đang nghĩ ngợi tiến hóa bảo giám bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù nó lại lần nữa phóng xuất ra một sợi bạch sắc quang mang từ sở lương mi tâm bay ra hóa thành một đạo trắng muốt thủ hộ cương tường đem sở lương toàn thân bảo vệ phảng phất là tại nói cho hắn biết không cần lo lắng thấy thế sở lương không do dự nữa phi thân mà xuống nhìn xem rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể để cho tiến hóa bảo giám xuất hiện loại phản ứng này hắn hóa thành một sợi lưu quang rơi vào kia bóng tối vô cùng vô tận bên trong trong vực sâu tịch mịch lại băng lãnh càng hướng xuống thì càng băng hàn giống như là một tòa hầm băng võ giả tầm thường căn bản nhẫn nhịn không được đương sở lương hạ xuống một ngàn trượng lúc hắn toàn thân đều đã lên một tầng băng xương giống như là trời đông giá rét thời tiết đắp lên người tuyết cái này độ sâu băng lãnh liền ngay cả phổ thông tông sư đều khó mà tiếp nhận làm sao còn chưa tới đáy sở lương ánh mắt thâm thúy một mực tại cảnh giác cảm ứng chung quanh nhưng mảnh này bóng tối vô tận tựa hồ có thể ngăn cách cảm giác tại hắn cảm ứng bên trong bốn phía hoàn toàn mông lung hỗn độn không rõ ràng không có bất kỳ vật gì tồn tại tiếp tục hướng xuống bất trì bất giác đã có hơn ba trượng oanh sở lương chấn động làm vỡ nát toàn thân băng xương cái này độ sâu vực sâu băng lãnh đã sâu tận xương tủy lạnh đến hắn đều có chút khó mà tiếp nhận kia ở khắp mọi nơi rét lạnh phảng phất tại từng chút từng chút thôn phệ thân thể của hắn cùng linh hồn làm hắn triệt để hóa thành mảnh này trong vực sâu hắc ám tử vật sở lương vận chuyển khí huyết chi lực da thịt bắt đầu đỏ lên nóng hổi cùng ngoại giới rét lạnh đối kháng thời gian từng phút từng giây trôi qua hạ xuống chiều sâu cũng đang từ từ gia tăng năm trượng sáu trượng bảy trượng phảng phất không có cuối cùng trong thời gian này sở lương mơ hồ phát giác bốn phía trong bóng tối tựa hồ có một ít sinh vật đang đánh giá hắn rốt cục tại 9999 trượng lúc sở lương rơi vào vực sâu dưới đáy hô hắn thở phào một hơi nóng bỏng xương trắng mới vừa xuất hiện liên hóa thành từng hạt băng tinh vực sâu dưới đáy băng lãnh đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nếu là không có phòng hộ liền xem như đỉnh tiêm tông sư lại tới đây cũng sẽ bị sống sờ sờ chết cóng sở lương ngắm nhìn bốn phía vực sâu dưới đáy vẫn như cũ một mảnh u ám nhưng ở hắc ám bên trong có từng đóa từng đóa ám lục huỳnh quang đóa hoa chậm rãi chập chờn phóng tầm mắt nhìn tới những này huỳnh quang đóa hoa hàng ngàn hàng vạn hóa thành một mảnh biển hoa lấp kín toàn bộ vực sâu dưới đáy từng sợi dị hương trên không trung phiêu đãng nghe đạo cái này dị hương sở lương không khỏi hoảng hốt sát na là loại kia dẫn đến ảo giác mùi thơm không phải là những này kỳ dị đóa hoa hương hoa đây là hoa gì Sở lương sinh lòng nghi hoặc, cũng không buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, tiên hóa bảo giám vù vù một tiếng, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, bay ra sở lương não hải, lơ lửng tại vô cùng vô tận biển hoa phía trên. Một màn này khiến sở lương kinh ngạc vô cùng. Đời này kiếp này, tiên hóa bảo giám lần thứ nhất rời đi thân thể của hắn, xuất hiện tại ngoại giới. Ông, tiên hóa bảo giám quang mang hào phóng, phảng phất một chiếc xanh đậm đèn sáng, chiếu sáng toàn bộ vực sâu. Vực sâu bên trong, kia đếm mãi không hết kỳ dị đóa hoa chập trùng lên xuống màu xanh thẫm cánh hoa mặt ngoài hiện ra từng hạt huỳnh quang hàng ngàn hàng vạn duy mỹ động lòng người bay về phía tiến hóa bảo giám bên trong đây là tam sinh hoa con rối bỗng nhiên rời đi không gian chữ vật một chút liền nhận ra những đóa hoa này sở lương nghi hoặc tiền bối cái gì là tam sinh hoa con rối giải thích một loại kỳ hoa nghe đồn nó sinh trưởng tại bờ sông vong xuyên ẩn chứa quỷ dị tuế nguyệt cùng luân hồi chi lực nếu là đem nó ăn vào nhưng xem kiếp trước nhìn thấy luân hồi chuyển thế trước đó nhân sinh kỳ dị như vậy sở lương kinh ngạc cái này há không thì tương đương với nhiều một thế lịch duyệt nghe đồn thôi cũng không có như vậy kỳ dị con dối lắc đầu cái gọi là kiếp trước có lẽ chỉ là một trận huyễn tượng khó phân thật giả nói xong hắn di động ánh mắt chăm chú nhìn giữa không trung lơ lửng tiến hóa bảo giám sở lương hỏi tiền bối ngươi có biết cái này gương đồng lai lịch không biết con rối trong thanh âm nhiều chút ngưng trọng, có rất ít hắn cũng không nhận ra đồ vật. Hắn chăm chú quan sát hồi lâu, cuối cùng chỉ là lắc đầu, nói ra, thứ này hẳn là lai lịch không nhỏ, ngươi có thể được đến, có thể là một trận cơ duyên, cũng có thể là một trận tai họa. Nói, hắn dừng một chút, hai con ngươi nhìn chầm chầm những cái kia hàng ngàn hàng vạn huỳnh quang, giống như là đang suy tư. Nếu ta không có đoán sai, mặt này gương đồng, hẳn là đang hấp thu tam sinh hoa bên trong tuế nguyệt chi lực, để mà tu bổ tự thân, để tự thân trở về cường đại thời kỳ. Tiền bối, cái này tam sinh hoa đối ta nhưng có tác dụng. Sở lương hỏi thăm. Tạm thời vô dụng. Con rồi đáp, nhưng ngươi có thể thừa dịp hiện tại chọn thêm hái một chút, tam sinh hoa chính là tiên giới kỳ vật. Dù là tại tiên giới cũng rất khó tìm được, mỗi một đóa đều là vô giới chi bảo, nơi này lại có nhiều như vậy, cũng coi là cơ duyên của ngươi. Vì sao nói tạm thời vô dụng hẳn là về sau hữu dụng? Sở lương lại hỏi. Ừm, lấy tam sinh hoa làm chủ dược, nhưng luyện chế một loại đan dược, tên là sinh sôi không ngừng đan. Con rối kiên nhẫn vì sở lương giảng giải, loại đan dược này, mỗi người cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, một viên nhưng duyên thọ 50 năm. Nói cách khác, sở lương sau này già rồi có thể dùng tới. Hắn bây giờ đang là tuổi trẻ khí tráng, khí huyết tràn đầy, tiếp xuống mấy chục năm đều là thời kỳ cường thịnh, không cần lo lắng tuổi thọ sự tình. Đương nhiên, hắn bây giờ căn bản không biết luyện đan, cho dù có tam sinh hoa cũng vô dụng. Sở lương bắt đầu hành động, ngắt lấy phụ cận tam sinh hoa. Hắn cảm thấy cái này trong vực sâu bùn đất cũng không tệ, dù sao có thể mọc ra tam sinh hoa, khả năng cũng là bảo vật, dứt khoát bắt đầu đào mặt đất, ngay cả thổ nhuốm máu đào cùng một chỗ đào. Qua hồi lâu, tiến hóa bảo giám rốt cục đình chỉ hấp thu. Sở lương cũng đào đủ lượng bùn đất cùng tam sinh hoa. Bỗng nhiên, một tiếng vang giòn từ tiến hóa bảo giám bên trên truyền ra. Răng rắc. Tại mặt ngoài, Thinh Linh xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Ngay sau đó, vết rách bắt đầu biến lớn, bao trùm một mảnh nhỏ khu vực, lại là răng rắc vài tiếng, cuối cùng có một mảnh to bằng nắm đấm trẻ con thanh đồng vết dỉ dụng xuống. Gương đồng nguyên bản sắc thái xuất hiện, chính là thanh kim sắc, phía trên tràn đầy hoa, chim, á, sâu đồ án. Nhìn ra được, tình trạng của nó so trước đó tốt hơn rồi. Con rối bỗng nhiên cúi người, nhặt lên trên mặt đất viên kia màu xanh đồng, quan sát một lát, sau đó nói ra, sửa Lương cái này màu xanh đồng nguy cất kỹ, phía trên này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng Tuế Nguyệt chi lực, nếu là đem nó kích phát, dùng cho đối địch, có thể tạo thành không tưởng tượng được hậu quả. Tuế Nguyệt chi lực. Sở Lương kinh ngạc, tiếp nhận màu xanh đồng. Cái này màu xanh đồng nhìn bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Sở Lương rõ ràng, dù sao cũng là tiến hóa bảo giám chắp ra, không thể nào là phàm tục chi vật. Bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 309. Sở Lương vận chuyển nội kình, ngự sử màu xanh đồng khiến cho tới gần một đóa tam sinh hoa. Ông một tiếng, màu xanh đồng phía trên bỗng nhiên hiện ra một đạo trắng xóa vầng sáng. Tại vầng sáng bên trong, kia đóa tam sinh hoa bắt đầu khô héo, phi tốc tàn lụi, giống như là kinh lịch vô số tuế nguyệt, cuối cùng hóa thành từng mảnh bụi bặm. Thật quỷ dị lực lượng. Sở Lương lấy làm kinh hãi, vội vàng đình chỉ. Thứ này, đối với những cái kia tuổi thọ không nhiều lão tông sư mà nói, đơn giản chính là bùa đòi mạng nếu là dùng đến tốt, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị tuế nguyệt ăn mòn thành cho bụi. Lúc này, một cỗ suy yếu cảm giác bỗng nhiên từ thể nội dâng lên. Sở lương giật mình, lập tức xem xét bản thân, phát hiện mình tích lũy kinh khí lại bị tiêu hao sạch sẽ, kinh mạch bên trong trống rỗng, ngay cả khí hải đều suy kiệt. Vừa mới chỉ là thúc dục không đến một hơi thời gian, vậy mà liền hao hết nội kình của ta. Sở lương tranh thủ thời gian lấy ra thần tiên thủy, bắt đầu liều mạng hấp thu, đền bù thân thể thâm hụt. Hắn hạ quyết tâm, về sau nếu như không phải gặp được đặc biệt nguy cơ tình huống, liền tận lực không sử dụng cái đồ chơi này. Bảo vật đều đã tới tay, tiến hóa bảo giám cũng hấp thu đầy đủ tuế nguyệt chi lực, nên rời đi nơi này. Tiến hóa bảo giám làm sao vẫn chưa trở lại. Sở lương đánh ra một đạo kinh khí, ý đồ đem tiến hóa bảo giám thu hồi lại. Đúng lúc này, tiến hóa bảo giám hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra vô tận kim quang, chiếu rọi tại một bên trên vách đá. Vách đá ầm vang chấn động, tại chỗ nổ tung, đá vụn vẩy ra cái đó là sở lương kinh ngạc trên thạch bích thình lình xuất hiện một cái cửa hang trong đó ẩn ẩn truyền đến tiếng nước hiển nhiên cái này vực sâu cũng không có đơn giản như vậy tiên hóa bảo giám quang mang nồng đậm chậm rãi bay về phía trước đi bay vào trong động khẩu sở lương theo sát phía sau đi lại chậm chạp rầm rầm trong động đi một đoạn về sau tiếng nước dần dần biến lớn một đầu tản ra hàn khí dòng sông xuất hiện tại sở lương trước mắt trên mặt sông sương trắng mờ mịt thấy không rõ sâu cạn Màu nâu xanh thạch củng kiều vượt ngang mặt sông liên tiếp bờ sông hai bên. Tiên hóa bảo dám tựa như đèn sáng, chỉ dẫn con đường chậm rãi bay qua mặt sông. Sở Lương cũng tới đến cầu đá một bên, đang muốn đạp vào cầu đá, bỗng nhiên chú ý tới, cầu đá bên cạnh có một cái chén bể. Nơi này tại sao có thể có một cái bát? Hẳn là trước kia có người ở chỗ này sinh hoạt qua. Sở Lương xoay người, nhặt lên cái này chén bể. Chỉ nhìn bề ngoài, cái này chén bể cũng chính là phổ thông chén sành, thổ lý thổ khí. Bình thường, nhưng nó lại dị thường cứng rắn, vô luận Sở Lương ra sao dùng sức, đều không thể đối với nó tạo thành mảy may tổn thương. Như thế cứng rắn bát, thế mà tàn phá. Sở Lương âm thầm kinh ngạc, đem chén bể thu hồi. Ngay cả hắn đều không thể tạo thành tổn thương, cái này chén bể khẳng định là bảo bối. Lúc này, tiến hóa bảo giám đã bay đến bên kia bờ sông, quang mang lấp lóe, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Sở Lương. Sở Lương không còn lưu lại, lập tức đạp vào cầu đá chân phải vừa đi trên đi, hắn bỗng nhiên run lên, lại là trở nên hoảng hốt, trước mắt giống như là đèn kéo quân như vậy, hiện lên một chút hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ đoạn ngắn. Trong đó, có hắn kiếp này kinh lịch, cũng có hắn ở kiếp trước, còn có chút ít hắn căn bản không có trải qua. Mỗi đi ra một bước, liền sẽ hiện ra mới đoạn ngắn. Thật quái dị cảm giác. Sở lương cố thu bản tâm, không để cho mình bị những này đoạn ngắn ảnh hưởng, từng bước một đi qua. Qua xong về sau, Tất cả đoạn ngắn biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc đó, con rối đi thẳng ở một bên, giữ yên lặng, yên lặng đi qua toàn bộ cầu đá. Qua sông về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nơi này như thế kỳ dị, hẳn là có trong truyền thuyết món kia bảo vật. Sở Lương Nghi hoặc tiền bối, bảo vật gì? Tiếp tục đi lên phía trước đi, nếu là không có coi như xong, nếu có, đó chính là một trận kinh thiên tạo hóa, viễn siêu người đời này đạt được tất cả kỳ ngộ. Tốt à, Sở Lương không tiếp tục hỏi. Hắn đi theo tiến hóa bảo giám chỉ dẫn, tiếp lấy đi lên phía trước. Đi một khoảng cách về sau, phía trước kia trong hư không tăm tối, bỗng nhiên hiện ra một tia sáng. Nhìn thấy kia một tia sáng, con rối thân thể bỗng nhiên bắt đầu hơi run rẩy, tựa hồ đặc biệt kích động, thanh âm đều cao mấy phần. Loại bảo vật này, vậy mà thật tồn tại. Gặp hắn kích động như vậy, Sở Lương càng thêm tò mò. Đến cùng là bảo vật gì? Lại đi đi về trước một khoảng cách về sau, đường phía trước đoạn mất. Nơi cuối đường, có một khối hàn khí mờ mịt tảng đá, mặt ngoài tản ra yếu ớt trắng muốt sáng ngời. Tiên hóa bảo dám liền dừng lại tại tảng đá kia phía trên, chập trùng lên xuống, tự thân quang mang cùng tảng đá quang mang tương liên, phảng phất muốn hóa thành một thể. Bảo vật chính là tảng đá kia. Sở lương nghi hoặc không hiểu. Không sai, đây là luân hồi thạch. Con dối mở miệng, vô cùng kích động. Tiền bối, luân hồi thạch có làm được cái gì? vì ngươi chống rỗng tạo ra một thế luân hồi. Ta không hiểu nhiều. Sở lương cao mày, cái gì gọi là trống rỗng tạo ra một thế luân hồi. Trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán, chẳng qua là cảm thấy quá mức kinh thế hãi tục, cho nên không dám xác nhận. Con dối lúc này giải thích, sở lương, cái này luân hồi thạch có thể mang theo ngươi đi luân hồi một lần, để ngươi tại ký ức hoàn chỉnh tình huống dưới có được một đoạn nhân sinh mới. Đường kia đoạn nhân sinh kết thúc, ngươi sẽ mang theo tất cả thực lực cùng ký ức trở về. Cái này, Sở lương chấn động, cái này há không thì tương đương với mang theo ký ức chuyển thế đầu thai. Đường kia đoạn nhân sinh kết thúc, còn có thể mang theo tất cả thực lực cùng ký ức trở về. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Nói cách khác, hắn có thể chống rỗng thêm ra một thế thời gian đi tu luyện. Cụ thể là như thế nào? Sở lương có chút không yên lòng, quá trình này nghe quá quỷ dị. Ta cũng không rõ ràng. Con dối lắc đầu, loại bảo vật này hắn cũng chỉ là nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu gặp vạn nhất xảy ra vấn đề sở lương nhìn chằm chằm luân hồi thạch sắc mặt một trận biến hóa luân hồi hai chữ này cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi vạn nhất ở trong luân hồi mất phương hướng làm sao bây giờ đang nghĩ ngợi tiến hóa bảo dám bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang không có vào sở lương mi tâm một lần nữa trở lại sở lương trong óc cũng liền tại lúc này luân hồi thạch hào quang tỏa sáng đem sở lương cả người bao phủ trong đó cái này sở lương còn chưa kịp phản ứng liền mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh đông hắn tại chỗ ngã trên mặt đất sở lương hôn mê thời điểm ngoại giới phong vân biến ảo thiên tiên môn chủ xuất quan hắn toàn thân tiên quang sáng chói phảng phất tại thế chân tiên liên tiếp bại các lớn chính đạo tông môn tông sư cao thủ cường hoành vô song uy chấn thiên hạ sở lương ở đâu đánh với ta một trận thiên tiên môn chủ thét dài âm thanh rung thiên địa nhưng hắn cũng không đạt được đáp lại biết được sở lương đã tiến vào thành tiên cơ duyên địa hắn ngày đó liền sát nhập vào cơ duyên chi địa tìm sở lương bóng dáng đối với thiên tiên môn chủ thực lực ngoại giới nghị luận ẩm ý chẳng lẽ hắn đã thành tiên sở lương ngăn lại được sao những này sở lương tạm thời là không có cách nào biết tuế nguyệt ung dung thời gian vô tận cũng không biết trải qua bao lâu sở lương khoan thai tỉnh dậy hắn vuốt vuốt mi tâm chậm rãi mở to mắt chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt đây là nơi nào sở lương chậm rãi đứng dậy chịu đựng đau đầu quan sát bốn phía. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình trước một khắc còn tại vực sâu dưới đáy hắc ám bên trong. Nhưng bây giờ, hắn lại thân ở một gian miếu hoang bên trong, miếu thờ bên ngoài cỏ dại rậm rạp, trong miếu thần Phật tượng nặn cũng đều phá lạn, tựa hồ là đang ngoài thành rừng núi hoang vắng. Vị huynh đài này, ngươi xem như tỉnh. Trong miếu có một đầu mang khăn vuông, cầm trong tay kinh thư gầy yếu thư sinh, hắn chính lo lắng mà nhìn xem sở lương. Sở lương đem hắn dò xét một phen, phát hiện hắn không có chút nào tu luyện vết tích chỉ là người bình thường ngươi là tú tài sở lương hỏi hắn vâng tiểu sinh hứa văn ngạn dĩnh xuyên hứa huyện nhân sĩ thư sinh rất có lễ phép chăm chú trả lời dĩnh xuyên sở lương khẽ giật mình nơi đây là dự châu đúng thế ta như thế nào ở chỗ này sở lương không nghĩ ra hắn làm sao bỗng nhiên từ tây vực đến dự châu không phải là bởi vì khối kia luân hồi thạch hắn lập tức hỏi Hứa Tú Tài, hiện tại là năm nào Nguyệt? Huynh Đài, bây giờ là Nguyên Đức 39 năm, chính là Kim Thu tháng 8. Nguyên Đức, Sở Lương yên lặng suy tư. Đương Kim Đại Lương Hoàng đế Lương Hồng Đạo niên kỷ hào chính là Thiên Hữu. Mà lấy Nguyên Đức vì niên hiệu là đời thứ ba trước đó Mục Tông Hoàng đế, cách nay đã có hơn 100 năm. Chẳng lẽ Luân Hồi Thạch đem hắn đưa đến hơn 100 năm trước? Bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 310. Miếu Hoang, tượng thần vỡ vụn, cỏ hoang um tùm. Sở Lương khoanh chân ngồi tại miếu hoang cổng, nhìn chăm chú phương xa, dần dần tiếp nhận hiện thực này. Hắn thật được đưa đến hơn 100 năm trước. Mới, hắn rời đi miếu hoang, đi phụ cận sơn thôn tìm hiểu, hỏi thăm rất nhiều người, đạt được kết quả đều như thế. Nguyên Đức 39 năm. Một năm này, gia gia của hắn cũng còn không có xuất sinh. Thôi, đến đâu thì hay đến đó, hy vọng còn có thể trở về đi, nếu không, cũng chỉ có thể chậm rãi sống qua cái này hơn 100 năm năm tháng. Đỉnh Phong tông sư, thọ nguyên cực hạn tại 150 tẢ hữu. Bởi vì lâu dài chém giết, cho dù là tông sư nhân vật cũng tránh không được các loại ám thương, sinh mệnh tiềm năng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị hao tổn, có rất ít có thể sống đến số tuổi này. Sở Lương bây giờ mới hơn 20 tuổi, chỉ cần ổn thỏa một điểm chờ thành tựu tông sư, sống thêm hơn 100 năm hẳn không phải là vấn đề. Tại cái này hơn 100 năm bên trong, Hắn cũng không thể một điểm tiến bộ đều không có, nói không chừng có hy vọng đặt chân tiên đạo. Tú Tài Hứa Văn Ngạn hỏi: "Huynh đài, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi." Sở Lương đáp: "Ta họ Sở, Sở Vân Dương." Hắn cũng không dùng tên thật, dù sao cũng là hơn 100 năm trước tuế nguyệt, hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Hứa Văn Ngạn tán thưởng: "Vân Dương, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương, tên rất hay à." Hai người ngồi đối diện nhau, nói chuyện với nhau. Đối với trăm năm trước đại lương Sở Lương biết không nhiều, ấn tượng sâu nhất cũng chính là huyết ma. Hiện tại huyết ma còn không có xuất thế, nhưng các nơi đã có loạn tượng. Thiên tai mấy năm liên tục, lưu dân nổi lên bốn phía. Hứa Văn Ngạn đọc đủ thứ thi thư, đối quốc gia xã tắc sự tình có nhiều quan tâm, chỉ là địa vị không cao, chỉ là cái nhỏ tú tài, nói lên đương kim loạn thế chi cảnh, thường xuyên thở dài lên tiếng. Trước đó không lâu, hắn tiến về châu phủ tham gia thi hương, đáng tiếc chưa thể trúng cử, bất đắc dĩ trở lại hương. Trên đường trở về, tại miếu hoang nghỉ ngơi, phát hiện hôn mê sở lương. Sở huynh, ngươi tại sao lại hôn mê ở đây? Hứa văn ngạn lo lắng hỏi thăm. Việc này nói rất dài dòng. Sở lương tùy tiện viện cái cớ, đem chuyện này lừa gạt tới. Nếu như nói thật, cái này tú tài khẳng định không tin. Ngày thứ hai, hai người cùng nhau lên đường. Sở lương dự định đi Dương Châu, về thanh thạch thôn nhìn xem. Hứa văn ngạn thì phải trở lại hương. Hai người đồng hành một đoạn đường. Trên đường đi, bọn hắn đi ngang qua rất nhiều thành trấn, vừa đi vừa nghỉ, kiến thức rất nhiều, giống như là hai cái hiệp khách, cũng là hài lòng. Sau 7 ngày, đang lúc hoàng hôn, hai người đi tại sóng gợn lăn tăn sông lớn bên bờ, muốn ở chỗ này phân biệt. Sở huynh, thế sự gian nan à? Hứa văn ngạn một thân nho sam, chắp tay cảm thán, hoàng hôn tuy tốt, lại là suy bại chi cảnh, chính như ta đại lương hoàng triều chờ mảnh này dư vị tán đi, chính là lâu dài hắc ám cái này tú tài lại bắt đầu cảm thán quốc gia đại sự, sau đó liền lộ ra mấy phần buồn vô cớ, một bộ âu sầu thất bại biểu lộ. nếu là ta có thể leo lên cao vị, nhất định phải chỉnh đốn triều đình, quét sạch bất chính, quét qua cái này loạn thế chi tượng, vì ta đại lương mở ra mới thịnh thế. hứa văn ngạn một mặt vẻ buồn giàu, hắn chỉ là cái nghèo tú tài, ngay cả cử nhân đều thi không đậu, chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến một bước kia, có lẽ đời này đều vô vọng. toàn bộ đại lương người đọc sách vô số có mấy cái không muốn đi đến trên triều đình. Sở lương cười nói, triều đình sự tình quá xa, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Cần biết cỏ cây vốn không ý, khô khốc tự có lúc. Đi, theo ta lên cao lâu uống rượu. Hứa văn ngạn cười khổ, sở huynh, ngươi thật đúng là rộng rãi. Hai người cùng nhau leo lên phía trước cao lầu, ngóng nhìn cuồn cuộn nước sông, uống rượu tạm biệt. Một bầu rượu dưới nước bụng, chân trời hoàng hôn cũng đã ảm đạm. Đi. Sở lương chắp tay cáo tử, hứa huynh, lần từ biệt này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại ngươi lại nhớ kỹ mặc sâu ngàn dặm đường tự có đến gió dứt lời hắn nhảy lên mà ra hóa thân kiếm quang tiêu sái vô cùng biến mất tại bao la bát ngát chân trời trên nhà cao tầng hứa văn ngạn thấy khẽ giật mình hồi lâu sau mới cảm thán sở huynh quả nhiên là kỳ nhân có thể cùng bực này kỳ nhân quen biết chuyến này không giả hắn ngóng nhìn chân trời đứng lặng thật lâu đợi cho trời tối hắn mới xoay người lại thu dọn đồ đạc cái này thu thập một chút hắn lập tức liền phát hiện một chút dị dạng a à, khí lực của ta sao lớn như vậy hứa văn ngạn nhìn xem mình hai tay lại nhìn về phía cái kia bầu rượu hắn lập tức minh bạch vừa rồi uống những cái kia rượu không phải bình thường rượu nói phân hai đầu sở lương rời đi về sau cũng không lập tức tiến về dương châu hắn du lịch tứ phương hành tẩu thiên hạ hồi tưởng các bậc tiền bối bày tỏ tâm tình hoài bão di tích cổ đi khắp đại lương các châu trong thời gian này đại lương càng thêm hỗn loạn phương bắc thảo nguyên cùng tây nam man tộc đồng thời xuất binh nội bộ lưu dân nổi lên bốn phía giang sơn xã tắc tràn ngập nguy hiểm bấp bênh liền ngay cả yêu tộc cũng bắt đầu dị động trong loạn thế lòng người hiểm ác sở lương từng nhiều lần xuất thủ hoặc là xóa đi yêu hoạn hoặc là chu diệt ác nhân dần dần có không nhỏ thanh danh người đương thời phần lớn gọi hắn là sở thiếu hiệp cũng có gọi hắn là sở tông sư các đại danh cửa chính phái đều sai người cùng hắn kết giao liên liên triều đình đều muốn mời chào trí. Chỉ, chỉ là sở lương không thích trói buộc, cũng không gia nhập bất kỳ bên nào, tự do tự tại, hành tẩu các nơi. Sau ba tháng, hắn cùng tân tấn tông sư lương châu đao vương một trận chiến. Hai người kịch chiến nhiều ngày, đao khí tung hoành, chiến ý kinh thiên. Cuối cùng lương châu đao vương nhận phụ, cảm thấy không bằng sở lương. Sau đó, song phương nâng cốc ngôn hoan, giao lưu đối đao đạo lý giải. Lại là mấy tháng về sau, Sở Lương khiêu chiến đỉnh tiêm thế lực Kim Đao Sơn Trang cùng uy tín lâu năm tông sư Kim Đao Trang chủ Hồ Kim Đao tại sông lớn bên bờ một trận chiến. Song phương đồng dạng chiến đấu mấy ngày, cuối cùng Hồ Kim Đao lạc bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người ngồi đối diện tại bờ sông, lẫn nhau giao lưu tâm đắc. Tuế nguyệt ung dung, thời gian lưu chuyển. Sở Lương không ngừng khiêu chiến. Hắn hành tẩu các nơi, khiêu chiến đối tượng không còn cực hạn tại tông sư. Từ tông sư cho tới người bình thường, chỉ cần là sẽ dùng đao đều thành hắn luận bàn khiêu chiến đối tượng. Hắn có khi sẽ xâm nhập vô tận sơn lâm, tìm kiếm các bậc tiền bối cao nhân tung tích, có khi cũng sẽ giữa đường ngừng chân, quan sát phổ thông sơn thôn lão giả đốn củi. Ba năm thời gian, lặng yên trôi qua. Một ngày này, Dương Châu, Kim Hoa Phủ. Tại Kim Hoa Phủ, có một nước tên võ đạo di tích, tên là ngàn rừng bia có mấy ngàn bia đá đứng sừng sững. Rất nhiều trên tấm bia đá đều có các bậc tiền bối cao nhân lưu lại cảm ngộ tâm đắc sở lương hành tẩu trong đó, tinh tế đọc, cảm ngộ rất nhiều. Cuối cùng, hắn ngừng chân dừng lại, tùy ý thi triển tự thân đao pháp, tại mấy chục tấm bia đá bên trên lưu lại vết đao của mình, mỗi một đạo vết đao đều đối ứng khác biệt cảm ngộ. Cũng nên đột phá. Sở lương ngưỡng vọng thương khung, lòng có cảm giác, đột phá thời cơ đã đến tới. Mấy ngày về sau, hắn về tới thanh thạch thôn. Thôn nhân cũng không nhận ra hắn, chỉ coi hắn là qua đường du hiệp sở ra thế hệ này lão tộc trưởng cảm thấy hắn tướng mạo thân thiết liền thu thập ra một gian phòng ngủ để sở lương ở lại đêm đó trời tối người yên trăng sáng treo cao sở lương khoanh chân ngồi tại thôn phía sau núi phía trên gương mặt vẫn như cũ tuổi trẻ chỉ là đôi mắt bên trong nhiều tăng thương cảm giác nhìn dưới núi thôn tóc đen đầy đầu trong gió tung bay hắn chậm rãi nhắm mắt lại một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức tiêu tán mà ra vô cùng cường đại viễn siêu dĩ vãng rốt cục tới mức độ này thiên địa cộng minh. Khốn đốn nhiều năm, một khi phá kính. Bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 311, võ đạo tông sư. Sở lương mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Gió núi gào thét, đây trời phong vân hội tụ, vô cùng vô tận thiên địa linh lực chảy ngược, hóa thành một cái cơ hồ thực chất vòng xoáy linh lực, tiến vào kinh mạch của hắn cùng tề hải. Lần này, hoàn luyện võ đạo cùng nội kình võ đạo đồng thời đột phá, đều đi tới tông sư chi cảnh. Võ đạo chi lộ, sở lương chạy tới cuối cùng bước kế tiếp chính là thông thiên tiên đạo về sau mấy tháng cả thể xác và tinh thần hắn trầm tĩnh lại không còn cảm ngộ tự thân chi đạo cùng phàm tục mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ bởi vì giang dấp tuấn giật khí lực cũng lớn trong làng thường xuyên có bà mối đến vì hắn làm mai liền ngay cả sát vách mấy cái thôn đều có người tới đối với cái này sở lương một mực cự tuyệt năm thứ hai đầu xuân hắn lưu lại một túi tiền bạc từ biệt thôn lại lần nữa đạp vào du lịch con đường. Giờ phút này, toàn bộ đại lương đã hỗn loạn tương bừng. Phương Nam man tộc xâm chiếm, tăng thêm yêu vật quấy phá, bày yêu tứ ngược, khiến vô số thành trấn hóa thành tử thành. Phương Bắc Thảo Nguyên Vương Đình không còn nhỏ cỗ tập kích quấy rối, mà là hội tụ đại quân, danh xưng có trăm vạn chi chúng, khi diễm ngập trời, chỉ huy xuôi nam, dự định nhất cử hủy diệt toàn bộ đại lương. Tây vực các quốc gia nhao nhao phản loạn, giết chết đại lương sứ giả, tạo thành nhiều liên minh quốc tế quân, công phá ngọc Muôn quan tiến quân thần tốc thảo phạt đại lương đông bộ duyên hải hải tộc bầy yêu chẳng biết tại sao phát cuồng không ngừng lên bờ tập kích thành trấn trong lúc nhất thời đại lương bốn phía khói lửa nội bộ các chi phản quân cũng đang không ngừng công thành nhổ trại liên tiếp có phủ thành luân hãm ngắn ngủi mấy năm thây nằm ngàn vạn máu chảy thành sông đại địa bị nhuộm thành huyết sắc liền cả thiên không đều một mảnh đỏ sậm sơn hà vỡ vụn nhân tâm bất ổn đại lương đã có vong quốc hiện ra tựa hồ cũng quá xảo hợp chút sở lương hành tẩu các nơi khi thì xuất thủ khi thì suy tư hắn cảm giác toàn bộ nhân gian tràn đầy chọc khí thiên địa một mảnh hỗn độn không có một tia thanh minh mỗi người lý trí đều tựa hồ bị chọc thế ô nhiễm chỉ còn lại giết chóc cùng điên cuồng đây hết thảy đều phát sinh quá xảo hợp liền phẳng phất lão thiên gia muốn để đại lương diệt vong sở lương đi khắp cửu châu thấy càng nhiều loại cảm giác này liền càng mãnh liệt huyết tinh tử vong tàn sát ở khắp mọi nơi đến cùng là vì sao sở lương càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái ở trong đó nhất định có kỳ quặc không bao lâu hắn cùng kim đao sơn trang trang chủ hồ kim đao gặp nhau vị này lão tông sư cũng cảm thấy có vấn đề giết chóc thật sự là quá nặng bởi vậy ra đi lại dò xét các nơi muốn tìm ra phía sau vấn đề thế là hai người kết bạn mà đi cùng nhau hành tẩu các nơi một ngày này bọn hắn đi ngang qua một cái thôn đang muốn nghỉ ngơi một lát, chợt nghe kêu khóc thành âm. Trong làng, rất nhiều thôn dân vây quanh ở một cái viện cổng, trên mặt đều có thần sắc kinh khủng. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sở lương mở miệng, đi tới. Vừa tiến vào thôn, bước chân hắn dừng lại, bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ cực kỳ kỳ dị lưu lại lực lượng. Lực lượng này cực kỳ cường hoành, viễn siêu thế tục võ đạo khí huyết cùng nội kinh chi lực, tựa hồ căn bản cũng không thuộc về thế gian. Sở lương mắt nhìn hồ kim đao, phát hiện hồ kim đao thần sắc như thường, tựa hồ không có phát giác cỗ lực lượng này hai vị đại nhân là trong làng tống thợ rèn nhà hắn xảy ra chuyện đông đảo thôn dân thấy hai người đều khí vũ hiên ngang biết bọn hắn không phải người bình thường nhao nhao vì bọn họ tránh ra một cái thông đạo hai người tới cửa sân đi đến nhìn lại trong viện một người nam tử ngồi sập xuống đất trong ngực hắn ôm một bộ nữ tử thây khô cực kỳ bi thương kêu khóc không thôi nương tử nương tử à hắn mặt đầy nước mắt đau đến không muốn sống thanh âm đều đã khàn giọng. Sở Lương lông mày cau lại, cùng Hồ Kim đào liếc nhau, hai người trong mắt đều có nghi hoặc. Một màn này thật sự là có chút quái dị. Bọn hắn xoay người sang chỗ khác, một phen hỏi thăm, lúc này mới biết được tình huống. Trong nội viện nam tử kia gọi là Tống Tượng, là trong thôn thợ rèn, kỹ nghệ tinh xảo, làm người thiện lương, danh tiếng vô cùng tốt, vợ hắn cũng hiền lành, trước đó không lâu còn có mang thai. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sinh hoạt liền nên dạng này bình ổn hạnh phúc xuống dưới nhưng sáng sớm hôm nay tống tượng trong viện bỗng nhiên truyền ra khóc thét thành âm đám người nhao nhao tới cửa mở ra cửa sân xem xét liền thấy làm bọn hắn dùng mình một màn tống thợ rèn vợ hắn hôm qua còn rất tốt hôm nay bỗng nhiên liền thành một bộ thây khô trong bụng hài tử tự nhiên cũng không giữ được một thi hai mệnh à các thôn dân đều có chút sợ hãi sợ việc này phát sinh trên người mình một cái êm đẹp người sống sờ sờ làm sao lại bỗng nhiên thành thây khô bọn hắn căn bản là không có cách lý giải nhưng Sở Lương lại lập tức nghĩ đến một loại tà môn bí thuật, Đoạn Sinh Quyết. Hắn từng nghe con dối nói qua, tại tiên giới có dạng này một loại tà dị pháp môn, tên là Đoạn Sinh Quyết. Mỗi cái anh hài còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm, đều sẽ bị tiên thiên chi lực ổn dưỡng. Cái này tiên thiên chi lực cực kỳ đáng ngưỡng mộ, có thể tăng lên tư chất, cất cao căn cốt, tăng trưởng tu vi, chỗ tốt rất nhiều. Một khi xuất sinh, sẽ rất khó lại thu hoạch được tiên thiên lực. Đoạn Sinh Quyết môn này tà thuật, nếu là tu luyện thành công, Liên có thể cắt đứt anh hải tiên thiên chi lực, đem nó hấp thu, hóa thành tự thân nội tình. Bị hấp thu anh hải cùng với mẫu thân, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành thây khô. Nếu thật là môn công pháp này, kề bên này nhất định còn phát sinh tương tự sự tình. Sở lương trầm ngâm. Công pháp gì? Hồ Kim Đao mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hồ Trang Chủ, ngươi nhưng từng nghe nói qua đoạn sinh quyết. Sở lương hỏi hắn. Chưa từng. Hồ Kim Đao lắc đầu. Ta liền cùng ngươi nói một chút sở lương trầm chậm, chậm giảng thuật đem môn công pháp này nói ra sau khi nghe xong hồ kim đao một mặt rung động nghĩ không ra thế gian lại có như thế tà dị pháp môn hồ trang chủ ngươi chờ đợi ở đây một lát ta đi chung quanh những thôn khác tử dò xét một phen sở lương nói với hắn tốt vạn sự cẩn thận hồ kim đao trịnh trọng nói yên tâm sở lương vẻ mặt nghiêm túc hóa thân kiếm quang rời đi môn này tà công là tiên giới mới có hắn còn tại viện kia bên trong cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói có tiên nhân hạ giới rồi? Lấy sở lương thực lực bây giờ, nếu là đụng tới có địch ý tiên nhân, sợ là thập tử vô sinh. Sau đó một canh giờ, hắn đem chung quanh mười mấy cái thôn cùng mấy cái thành trấn đều dò xét một phen. Không ngoài sở liệu, chuyện như vậy không chỉ cùng một chỗ. Trong vòng một đêm, hơn một trăm cái đang có mang nữ tử thành thây khô. Tại mỗi một chỗ địa điểm, sở lương đều đã nhận ra kia cỗ lực lượng mạnh mẽ cuối cùng hắn hóa thân kiếm quang trở về rơi vào trong viện hồ kim đao vội vàng hỏi sở tông sư kết quả như thế nào sở lương sắc mặt so lúc rời đi còn trầm trọng hơn đáp không sai được chính là đoạn sinh quyết chẳng lẽ ừm đối với mấy cái này vô tội nữ tử động thủ hơn phân nửa là tiên nhân nghe vậy hồ kim đao toàn thân chấn động thật sự là khó mà tiếp nhận tiên đạo là hắn đời này cuối cùng truy cầu trong lòng hắn tiên nhân đều là rất mực khiêm tốn thanh hơi nhạt xa mờ mịt như mây phiêu giật hình tượng cùng hoan độc tà ác căn bản không dính dáng sở lương nhìn hắn một cái không tiếp tục mở miệng cho hắn thời gian tiếp nhận trong viện tống thợ rèn cũng nghe đến sở lương hắn mặt xám như cho tuyệt vọng thì thào tiên nhân tiên nhân nương tử ta muốn làm thế nào mới có thể vì ngươi báo thủ một giới phàm tục hướng trời cao tiên nhân báo thủ đây quả thực là chuyện cười lớn bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 312, tiên đạo mờ mịt. Trong truyền thuyết tiên giới đến cùng ở phương nào, không ai nói rõ được. Sở Lương từng lật khắp các loại điển tịch, ý đồ tìm ra một chút vết tích, nhưng cũng không cái gì thu hoạch. Nếu thật là tiên nhân, bọn hắn vì sao vào lúc này đến thế giới phàm tục? Trận này loạn thế lại có hay không cùng bọn hắn có quan hệ? Rất nhiều nghi vấn tại Sở Lương trong đầu hiện lên, giờ phút này cũng không tìm tới đáp án sở lương trong lòng có chút suy đoán chỉ là còn không cách nào xác định lúc này tống tượng lò đảo chạy tới quy gối sở lương trước người câu khẩn nói đại nhân còn xin đại nhân cứu ta nương tử ta nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa làm nô làm nô tài tống thợ rèn ngươi nương tử sinh cơ đã tuyệt hết cách xoay chuyển sở lương khẽ lắc đầu đều thành một bộ thây khô còn thế nào cứu nghe nói như thế tống tượng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng một bên hồ kim đao thở dài một tiếng nếu thật là tiên nhân làm vậy cái này tống thợ rèn cả một đời đều không có hy vọng báo thù đời nay chỉ có thể ở trong thống khổ vượt qua sở lương lưu lại mấy hạt điều trị thân thể đan dược sau đó liền cùng hồ kim đao rời khỏi nơi này cái này về sau thời gian hai người tiếp tục dò xét tứ phương thời gian trôi qua dần dần có càng nhiều tông sư gia nhập sở lương cùng rất nhiều tông sư hành tẩu các nơi chấn an lưu dân hóa giải tai ách xóa đi yêu hoạn những nơi đi qua đều an bình không ít trong lúc đó bọn hắn thường xuyên tương hỗ câu thông, giao lưu võ đạo tâm đắc. Bất trí bất giác, Sở Lương đã là tông sư đỉnh phong. Võ đạo chi lộ, chân chính đi đến cuối con đường. Đêm nay, Sở Lương chắp tay, đứng ở trên đỉnh núi, hai con ngươi thâm thúy, nhìn xuống dưới núi chúng sinh. Những trong năm này, thanh danh của hắn càng ngày càng vang dội. Chỉ luận đao đạo một đường, vô luận là Lương Châu Đao Vương vẫn là Kim Đao Trang chủ, đều đã kém xa hắn. Đao kiếm vốn là thường thấy nhất vũ khí, thiện làm cho người rất nhiều. Am Hiểu dùng đao tông sư không hạ hai tay số lượng. Hành tàu tứ phương mấy ngày này, không ngừng có đao đạo tông sư khiêu chiến Sở Lương, nhưng tất cả đều bại trận, không một người là đối thủ của hắn. Trong lúc mơ hồ, Sở Lương đã là đại lương đao đạo người thứ nhất. Sở huynh vì sao cô lập đỉnh núi, hẳn là nghĩ trải nghiệm ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Hậu phương vang lên cười mở tiếng cười, nói chuyện chính là Lương Châu đao vương. Sở tông sư thực lực hôm nay xác thực đã ở đao đạo chỗ cao nhất. Hồ Kim Đao nói như vậy. Vân Dương tiểu hữu, ngươi cũng nên có cái danh hào. Một cái khác tông sư mở miệng. Đúng vậy à, hành tẩu giang hồ, sao có thể không có danh hào, dù sao cũng phải để hậu nhân nhớ kỹ ngươi đi. Đông đảo tông sư nhao nhao lên tiếng, nói lên việc này. Danh hào, ngoại hiệu, tên hiệu loại hình, vĩnh viễn thật sự tên tốt hơn nhớ. Tỷ như Lương Châu Đao Vương cùng Kim Đao Trang Chủ, hai cái này đều là giang hồ danh hào, tên thật của bọn họ ít có người biết chỉ là sở lương một mực không để ý việc này tùy tiện người khác gọi thế nào hắn đám người đang nói phương xa bỗng nhiên hiện lên một vòng thanh quang tranh đao minh thanh âm truyền đến thật lớn đao khí vạch phá bầu trời lại có đao đạo tông sư tới khiêu chiến sở lương mọi người tại đây thu hồi tiếu dung thần sắc trở nên ngương trọng đều đã nhận ra người tới cường hoành người chưa tới lăng lệ lưỡi đào đã tới định thần xem xét kia rõ ràng không phải một cây đao mà là một phong thư, hóa thành đao quang, giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời đêm chém thành hai khúc, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Sở lương thần sắc không thay đổi, tùy ý một chỉ, điểm phá đao quang, đem tin lấy ra. Chiến thiếp, tin mặt ngoài, chỉ có hai cái này ngân câu thiết họa chữ lớn, mãnh liệt chiến ý đập vào mặt. Đông đảo tông sư đi tới, nhìn thấy hai chữ này, bọn hắn đều là đổi sắc mặt. Ẩn chứa trong đó đao ý, dĩ nhiên khiến bọn hắn đều sinh ra khó mà ngăn cản cảm giác. Sửa lương đem nó mở ra, bên trong chỉ có một nhóm rất ngắn gọn chữ. Sau năm 3 tháng 3, Động Đình Hồ một trận chiến, lưu chữ người cũng không lưu lại tính danh. Mỗi một chữ đều cứng cáp hữu lực, nhất bút nhất họa phẳng phất tung hoành đao khí, tràn ngập lăng lệ cùng khí tức bá đạo. Hồ Kim Đao hít sâu một hơi, nhận ra chữ viết, nguyên lai là hắn. Là ai? Lĩnh Nam Thần Đao, Đoạn Thiên Nam. Nghe được danh tự này, mọi người ở đây đều chấn động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng tông sư ở giữa cũng có chia cao thấp. Cái này đoạn thiên nam chính là tông sư bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, chính là đao đạo nhất đại truyền kỳ. 20 năm trước, hắn hoành không xuất thế, đã biến thiên hạ đao đạo tông sư, cường thế lại vô địch, không một người là đối thủ của hắn. Lúc ấy, ta mới hơn 30 tuổi, đã thành tựu tông sư, hăng hái, chủ động đi khiêu chiến đoạn thiên nam, kết quả. Hồ Kim đao thở dài, kết quả hắn ba đao lạc bại. Đoạn thiên nam gặp hắn thiên phú không tồi, lưu lại một thiên đao pháp tâm đắc, để hắn hảo hảo lĩnh hội. Nguyên nhân chính là như thế, Hồ Kim Đao mới nhận ra đoạn thiên nam chữ viết. Kia về sau, đoạn thiên nam có lẽ là cảm thấy không thú vị, liền trở về ẩn sơn rừng, trọn vẹn 20 năm không có hiện thế, đến mức rất nhiều người đều cảm thấy hắn đã chết. Tất cả mọi người nghĩ không ra, hắn vậy mà lại lại xuất hiện cõi trần, đồng thời đối sở lương phát tới chiến thiếp. Vân Dương tiểu hữu, trận chiến này hung cát khó phân biệt. Một vị lão tông sư lo lắng, kia đoạn thiên nam là cái người điên vì võ, Hắn năm đó chiến đến hưng khởi, đao pháp hung ác điên cuồng, dẫn đến mấy vị đao đạo tông sư vẫn lạc. "Không tệ, Sở huynh, trận chiến này nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Lương Châu Đao Vương cũng nói. Đối với Sở Lương nhân phẩm, bọn hắn đều là công nhận. Sở Lương cũng đồng dạng khiêu chiến rất nhiều tông sư, nhưng ra tay biết nặng nhẹ, chưa hề dẫn đến bất luận cái gì chính đạo tông sư tử vong. Kia đoạn Thiên Nam không giống, hắn là càng đánh càng cuồng tính tình, xuất thủ không phân nặng nhẹ, đao đao chí mạng vô cùng cơ hồ mỗi lần khiêu chiến đều sẽ bị hắn đánh thành liều mạng tranh đấu. Lúc trước Hồ Kim Đao sở dĩ có thể sống, thuần túy là bởi vì hắn thực lực quá yếu, căn bản không có để Đoạn Thiên Nam tiến vào trạng thái. Sở Lương thì lại khác. Hắn cùng Đoạn Thiên Nam, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ chiến thành sinh tử chi cục. Chư vị yên tâm, trận chiến này dù cho không thể thắng, ta cũng có thể giữ được tính mạng. Sở Lương đối với mình thân thể có lòng tin. Thứ sáu chuyển thân thể, siêu việt tông sư trí bảo cực hạn, có thể xưng tiên bảo. Trừ phi kia đoạn thiên nam đã thành tiên, bằng không hắn có mạnh đến đâu cũng giết không được sở lương. Ta cũng nghĩ nhìn xem, vị này lĩnh nam thần đao đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đêm đó, sở lương ứng chiến. Ngày thứ hai, tin tức cấp tốc truyền ra, không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ đại lương. Đao đạo đỉnh phong chi chiến. Sau năm 3 tháng 3, 20 năm trước lĩnh nam thần đao, đối chiến Dương Châu Sở Tông Sư. Cái tin tức này, trong nháy mắt tại toàn bộ đại lương võ đạo khơi dậy ngàn cơn sóng dẫn tới vô số người chú mục không ít người sớm lên đường tiến về kinh châu động đình hồ dự châu dĩnh xuyên quận một gian trong học đường hứa văn ngạn đầu đội khăn vuông cầm trong tay thư quyển đang dạy bảo học sinh bỗng nhiên nghe nói tin tức này hắn không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt trong đầu hiện lên lúc trước cùng sở lương đồng hành thời gian từ biệt nhiều năm sở huynh đã đứng tại đại lương tri đỉnh nhưng ta vẫn còn cái nghèo kết hủ lậu tú tài Hứa văn ngạn trong lòng đáng chát. Hàn nhớ tới năm đó đầy cõi lòng khát vọng, nghĩ đến mình đã từng nói ra lời nói hùng hồn, trong lòng vô cùng phức tạp, cuối cùng thật sâu thở dài. Người cuối cùng cũng sẽ ở một thời điểm nào đó tiếp nhận mình bình thường. Chính lúc này, thanh âm hốt hoảng bỗng nhiên tại bên ngoài học đường vang lên. Không xong, hứa tú tài. Hàn ra cái kia tiểu thiếu ra coi trọng ngươi nương tử, xông vào trong nhà người, ngươi mau trở về. Bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 313, diễn xuyên hàn thị, tiếng tăm lừng lẫy ngàn năm thế gia. Giống hứa văn ngạn dạng này sâu kiến người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đời này cũng không thể cùng loại này đại thế gia có cái gì gặp nhau. Nhưng, ngoài ý muốn luôn luôn nói đến là đến. Nơi đây huyện thành hàn gia chỉ là hàn thị một cái chi mạch gia tộc, thực lực cũng không mạnh, nhưng cũng không phải hứa văn ngạn chọc nổi. Hàn gia tiểu thiếu gia, hứa văn ngạn sắc mặt đại biến, lòng nóng như lửa đốt, vứt xuống thư quyển, vội vàng hướng trong nhà chạy tới. Còn không có đến trong nhà, hắn đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Không, không, nhất định đừng ra sự tình. Hắn càng thêm lo lắng, không ngừng cầu nguyện, liều mạng hướng cửa nhà chạy. Vừa chạy đến cạnh cửa, một mảnh huyết sắc liền đập vào mắt bên trong. Nương tử? Hứa Văn Ngạn như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào kêu to. Trong viện một mảnh huyết tinh. Vừa hắn ngã vào trong vũng máu, đã không có khí tức. Hàn gia tiểu thiếu gia Hàn Vân bái ngay tại một bên, sắc mặt khó coi, một cước đá vào nữ tử thi thể bên trên, xì một tiếng, tiện nhân, chết đều không muốn từ lão tử. Hắn mang theo mấy cái hạ nhân mạnh mẽ xông tới, vốn định bức bách nữ tử đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới nữ tử này tính tình cương liệt, cận kề cái chết không theo, lấy đầu châm tự vận. Hàn Vân bái ánh mắt âm tàn, quay đầu mắt nhìn cạnh cửa hứa văn ngạn, chỉ vào hắn nói, cái này nghèo tú tài, chính là tiện nhân kia nam nhân. Đúng vậy, thiếu gia người này tên hứa văn ngạn là học đường tiên sinh dạy học một cái hạ nhân đáp bắt hắn cho ta bắt lại hàn vân bái quát tròi tai lão tử hôm nay tâm tình không tốt vừa vặn dùng hắn hả giận rõ mấy cái hạ nhân lập tức động thủ vây hướng hứa văn ngạn hứa văn ngạn hai mắt đỏ lên cực kỳ bi thương hắn cả đời khổ đọc sách thánh hiền lòng mang thiên hạ yêu quốc yêu dân chỉ nguyện tứ hải thanh bình vì đại lương mở phồn hoa thịnh thế nhưng hôm nay đừng nói yên ổn một nước, chính hắn nhà đều an không được. Các ngươi những này ác nhân, vì nương tử của ta đền mạng. Hứa văn ngạn chỉ vào trong nội viện tất cả mọi người, thanh âm khàn giọng, bờ môi phát run, trong lòng mọi loại cực kỳ bi ai. Mấy cái ác nô nhào tới, ý đồ đem hắn bắt. Nhưng hắn lại cho thấy khó có thể tưởng tượng khí lực, lung tung đánh ra mấy quyền, vậy mà đem mấy người đánh cho ho ra máu rút lui. Nhìn thấy một màn này, hàn vân bái biến sắc. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, một cái gầy yếu vô cùng nghèo kết hủ lậu thư sinh, vậy mà lại có khí lực lớn như vậy. Đây quả thực có thể so với ngưng tụ mấy cỗ khí máu võ giả. Nương tử, ta báo thủ cho ngươi. Hứa văn ngạn bi phẫn giống to, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng bi thương, xông về Hàn Vân Bái. Hàn Vân Bái sắc mặt lại biến, vội vàng hô cái bóng, nhanh cứu ta. Xót một đạo bóng ma hiện lên. Hàn Thị chính là ngàn năm thế gia, nội tình thâm hậu, bồi dưỡng tử sĩ không ít. Hàn Vân Bái mặc dù chỉ là chi nhánh tiểu gia tộc tử đệ, nhưng cũng được chia một cái tử sĩ. Ẩm. Cái bóng kia tử sĩ mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng, đánh ra một trường, đánh trên người hứa văn ngạn. Hứa văn ngạn không kịp phản ứng, thổ huyết bay ngược, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt liền rớt xuống xuống dưới. Sắc mặt hắn đau thương, miệng bên trong không ngừng tràn ra huyết thủy, nội tâm bị vô tận thống khổ thôn phệ. Ngay cả thù đều báo không được, sao mà vô dụng trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hàn Vân bái lòng còn sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Văn Ngạn, sắc mặt càng thêm hoan độc, quá to. Cái này nghèo kết hủ lậu tú tài vậy mà muốn giết ta, ta thế nhưng là Hàn thị tử đệ, hắn đang mạo phạm Hàn thị. Mạo phạm Hàn thị, đây là tội chết, đáng chém toàn tộc. Cái bóng tử sĩ mở miệng, thanh âm lạnh đến giống như là từ u minh trong địa ngục truyền tới. Tốt, tốt, cái bóng, ngươi nhanh đi tìm người, đem hắn cả nhà đều bắt lại, ta muốn từng bước từng bước giết." Hàn Vân bái kêu to, trong thanh âm lại nhiều chút hương phấn, sắc mặt đều có chút bóp méo. "Rõ. Cái bóng rời đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng ngày, Hàn gia triệu tập nhân thủ, chốc nã hứa văn ngạn toàn tộc hơn 100 nhân khẩu. Vô luận là cha mẹ của hắn song thân, hay là hắn còn tại trong tã lót hài tử, không một bỏ sót đều bị đuổi bắt. Cả huyện thành câm như hến, ai cũng không dám vì hắn ra mặt, chỉ sợ chọc giận tới Hàn gia. Ầm ầm trên bầu trời mây đen quay cuồng lôi xà du tẩu âm u khắp trốn tối hôm đó giết chóc bắt đầu hứa ra tổ trạch bên ngoài một mảnh kêu khóc thanh âm hàn vân bái sắc mặt tàn nhẫn cầm đồ đao cười to các ngươi chút này nhà người cũng đừng trách ta muốn trách thì trách hứa văn ngạn cái này nghèo tú tài ai bảo hắn mạo phạm ta hàn thị nếu là thành lệ quỷ đi tìm hắn là được rồi ha 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 răng rắc một tiếng huyết thủy văng khắp nơi hắn huy động đồ đao đem hứa văn ngạn một cái biểu huynh đầu người chém rớt sau đó hắn nắm lấy người kia đầu đi đến bị trói hứa văn ngạn trước người cất tiếng cười to hứa tú tài ngươi nhìn đây là ngươi biểu huynh hắn nhưng chết không nhắm mắt à ngươi xúc sinh này lão thiên gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi hứa văn ngạn tóc tai bù xù khàn giọng giống to trong mắt nước mắt lan xuống lão thiên gia hàn văn bái ngẩng đầu nhìn trời cười đến càng thêm tùy tiện ta hàn thị sừng sững ngàn năm không ngã liên triều đình đều e ngại, ai có thể thu được ta. Ở chỗ này, ta hàn thị chính là trời. Hắn một mặt càn rỡ, cầm đồ đao, chặt xuống một khỏa lại một khỏa đầu người. Mỗi chặt xuống một viên, hắn đều sẽ dẫn theo đẫm máu đầu, đi đến hứa văn ngạn trước mặt, để hắn trợn tròn mắt xem trọng. Hứa văn ngạn, đây là ngươi nhị thẩm, nàng cũng chết không nhắm mắt. Hứa văn ngạn, đây là tam gia gia người. Ha ha ha. Hàn Vân bái toàn thân tung tóe đầy máu tươi, vung vẩy đồ đao, kia cùng vọng tiếng cười to vang vọng cả huyện thành. Chẳng biết lúc nào, nước mưa bắt đầu nhỏ xuống. Băng lãnh hạt mưa gõ vào đại địa bên trên, cùng ấm áp huyết thủy tương dung, dần dần rót thành một đầu huyết sắc dòng suối. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Lôi quang lần lượt hiện lên, chiếu ra hứa ra tổ trạch bên ngoài kia ngổn ngang lộn lộ xộn thi thể. Hứa văn ngạn, hai cái này là cha ngươi nương à. Hàn vân bái cười to, kéo lấy hai cái người còn sống, đi vào hứa văn ngạn trước người. Hứa Văn Ngạn đau đến không muốn sống, tâm thần sụp đổ, khàn khàn hô: "Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu. Hàn thiếu gia, ta van cầu ngài, van cầu ngài buông tha cha mẹ ta. Hiện tại hối hận rồi." Hàn Văn bái huy động đồ đao, máu tanh ánh đao lướt qua. Răng rắc. Hai người đầu người cùng nhau lăn xuống, trên mặt lưu lại sợ hãi thần sắc. Máu tươi vẩy ra, tung tóe nhập Hứa Văn Ngạn trong đôi mắt, làm hắn nước mắt đều hóa thành huyết sắc. Cuối cùng chỉ còn lại hắn còn tại trong tã lót ngao ngao khóc nỉ non hài tử. Hàn Vân bái sắc mặt càng thêm tàn nhẫn, nắm lấy tã lót đi tới. Hứa Văn Ngạn, nhìn xem con của ngươi, chật chật, thật sự là đáng tiếc à, nhỏ như vậy liền muốn đi diêm la điện. Không, không. Hứa Văn Ngạn cơ hồ điên cuồng, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hàn thiếu ra, ta cầu ngài, ngài phát phát từ bi, phát phát từ bi đi. Ha ha ha, tiếp tục dập đầu, tiếp tục. Là, là. Hứa Văn Ngạn liều mạng dập đầu, đầu một lần lại một lần nện ở vũng bùn huyết thủy bên trong, chỉ vì kia một tia nhỏ bé hy vọng. Nhưng bỗng nhiên, Hàn Vân bái một cước dẫm trên đầu hắn. Hứa Văn Ngạn, ngươi cho ta xem trọng. Sắc mặt hắn giữ tợn, âm tàn lại hung tàn, bỗng nhiên ném một cái, đem trong tay tã lót vung ra, quăng vào xa xa giếng nước bên trong. Khóc nỉ non thanh âm im bặt mà dừng. Mưa to mưa lớn, tiếng sấm đầy trời. Hàn Văn Bái cũng không trực tiếp giết chết hứa Văn Ngạn, mà là đem hắn xương cốt từng cây đánh gãy dùng hết các loại nghe dợn cả người tra tấn thủ đoạn cuối cùng đem hắn nhét vào đông đảo thi hải bên trong hứa văn ngạn hảo hảo hưởng thụ đi làm xong đây hết thảy hắn càn rỡ cười to mang theo hàn ra người rời đi hứa ra tổ trạch bên ngoài chỉ còn hứa văn ngạn một người hắn toàn thân máu thịt be bé bét đổ vào máu tanh vũng bùn bên trong đã sống không được bao lâu cha nương duệ hứa văn ngạn thanh âm khàn khàn thân thể tàn phá, dãy dụ trải qua, muốn đứng dậy. Nhưng cuối cùng thất bại, bất lực ngã sấp xuống. Hắn mất hết can đảm, huyết lệ lăn xuống, khàn cả giọng giống to. Lão thiên gia, ngươi mở mắt một chút, ngươi mở mắt một chút à. ầm ầm Thiên khung phía trên, bỗng nhiên vang lên bạo lôi thanh âm. Một đạo huyết sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ cuồn cuộn đen nhánh tầng mây, rơi vào hứa văn ngạn trong thân thể. Bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 314. Đêm đã khuya, dông tố đan sen, hắc ám cùng lôi quang tương hỗ đầu đá. Một đạo lại một đạo thiểm điện xé rách thương khung, cuồn cuộn tiếng sấm chấn thiên động địa, phảng phất là trời xanh đang gầm thét. Hứa ra tổ trạch bên ngoài, huyết thủy tràn ngập. Hứa văn ngạn kia máu thịt be bé bét thân thể, bỗng nhiên bắt đầu rung động. Hắn vốn nên chết đi. Kia cuối cùng một sợi sinh cơ tựa như là trong gió ánh nến, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt nhưng nồng đậm không cam lòng thống khổ phẫn nộ tại hắn trong thân thể sen lẫn cuồn cuộn để hắn chậm chạp nuốt không trôi cuối cùng một hơi cuối cùng bị kia sợ yếu ớt ngọn lửa nhóm lửa hóa thành ngập trời liệt diễm cảnh tượng khó tin xuất hiện hắn xé rách vết thương dần dần khôi phục vỡ vụn xương cốt chậm rãi khép lại vô cùng vô tận sinh cơ hiện lên trong đó sen lẫn khó có thể tưởng tượng oán cùng giận sát ý điên cuồng tại nước mưa bên trong liên tục tăng lên ta không thể chết hứa văn ngạn hai mắt đỏ như máu dùng hai tay mãnh liệt nện gõ đại địa tại dông tố bên trong gào thét ta muốn báo thù báo thù ầm ầm sấm sét vang dội thương khung gào rít giận dữ Cùng phong gào thét mưa to như chú bạo liệt lôi quang chiếu sáng đại địa quang ám sen lẫn sinh tử ổ quay toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn kia ở khắp mọi nơi tiếng sấm ầm ầm giống như là hàng ngàn hàng vạn tuyệt vọng tiếng người tê kiệt lực không cam lòng gào thét đại địa phía trên huyết thủy lại bắt đầu đảo lưu Quỷ dị vô cùng, hướng về thân thể của hắn hội tụ. Trong đó, không chỉ có chính hắn huyết dịch, còn có hắn trên trăm thân nhân. Huyết nhục của hắn không ngừng nhúc nhích, phân hóa ra từng cây giống mạng nhện sợi tơ, tinh hồng lại huyết tinh, tại vũng bùn bên trong vặn vẹo bò, cuối cùng quấn chặt lấy từng cỗ thi hài. Phụ thân của hắn, mẫu thân, biểu huynh. Mỗi một bộ thi hài đều bị huyết nhục sợi tơ quấn quanh. Xoẹt, xoẹt. Những này thi hài bị kéo động, tại vũng bùn đại địa bên trên lưu lại thật dài vết tích chậm rãi tới gần chính hắn, dung nhập cái kia dị dạng trong thân thể. Lấp lóe lôi quang bên trong, một cái quái vật ngay tại chậm rãi thành hình. Thời gian trôi qua, hoa tàn hoa nở. Một năm này đi tới hồi cuối. Khói lửa nhân gian sán lạn, đèn lồng treo trên cao. Đã lâu nên kỳ vị, hòa tan loạn thế huyết tinh, để thế gian này miễn cưỡng nhiều chút hoan thành tiểu ngữ. Sở lương hành tẩu các nơi, yên lặng cảm ngộ. Thế nhân đều nói tiên đạo mênh mông, tiên lộ khó tìm, nhưng ta đã có công pháp chỉ dẫn, một chân đã bước trên tiên đạo, chỉ kém một bước cuối cùng. Võ đạo cùng tiên đạo, một chữ chi cách, nhưng khác biệt rất xa. Nội kinh võ giả, cần đem tất cả nội lực chuyển hóa làm càng tinh thuần linh khí, lại từ linh khí tẩy lễ phản hồi tự thân, để tự thân từng bước biến thành tiên nhân thân thể. Hoàn luyện võ đạo đường càng khó, khác biệt công pháp có khác biệt con đường. Sở Lương đã xem Long Hổ luyện thân quyết tiến hóa làm tiên đạo công pháp vạn linh luyện thân quyết. Cái này vạn linh luyện thân quyết chỉ dẫn con đường tiên đạo, chính là thu thập vạn linh tinh huyết, cũng đem nó chia làm hai phần. Trong đó một phần hòa hợp một lò, luyện hóa thành huyết đan. Một phần khác thì hóa thành huyết trì. Xung kích tiên đạo thời điểm, nuốt huyết đan, bước vào huyết trì, trong vòng bên ngoài song trọng chi lực vỡ vụn gông cùm xiềng xích, dùng vạn linh tinh huyết lát thành vô thượng tiên đạo. Cái này cái gọi là vạn linh, chính là thế gian vô số sinh linh, nhân tộc chỉ là một trong số đó thôi. Mấy năm qua này, Sở Lương không ngừng chém giết yêu tà, rèn luyện tinh huyết, đã thu hoạch hơn 8000 loại yêu thú tinh huyết, khoảng cách một vạn loại đã không xa. Ta thuật luyện đan, tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Sở Lương bây giờ thiên tư đã là nhân gian đỉnh cao nhất, học cái gì cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy năm, hắn liền đã có thể luyện chế tông sư cấp bảo đan, có cuối cùng luyện chế vạn linh huyết đan năng lực. Tại trận pháp, khôi lỗi, phù lục, luyện khí các phương diện cũng đều có thành tựu, cũng đã gần tiếp cận tông sư. Liền ngay cả giao châu cổ trùng chi đạo, hắn đều có chỗ đọc lướt qua nội lực của ta đều đã chuyển hóa làm càng tinh thuần linh khí có thể thi triển ra siêu việt tông sư cực hạn lực lượng dựa theo thông tục thuyết pháp ta ở bên trong kình một đạo đã trở thành bán tiên nhưng tự thân chưa đạt được phản hồi tẩy lễ sở lương đọc qua công pháp trường xuân công nhíu mày suy tư nếu là dựa theo công pháp miêu tả hắn hiện tại đã có tư cách trở thành chân tiên tại trường xuân công môn công pháp này bên trong đem tiên đạo bước đầu tiên người tu hành gọi chung là luyện khí sĩ luyện khí sĩ thể nội đều là tinh thuần nhất linh khí những linh khí này cùng thiên địa ở giữa linh khí có thể cùng thiên địa câu thông cộng minh phản hồi tẩy lễ bản thân nhưng sở lương không có bất kỳ cái gì bị tẩy lễ cảm giác vì sao không chiếm được thiên địa tẩy lễ sở lương ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời đêm trầm tư thật lâu chẳng lẽ là phiến thiên địa này xảy ra vấn đề từ xưa đến nay vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hạng người đều bị vây ở bán tiên cảnh giới này không cách nào lại tiến lên một bước có thể dựa theo công pháp miêu tả chỉ cần trở thành bán tiên bị thiên địa tẩy lễ, rất nhanh liền có thể thành tựu chân tiên, hóa thành chân chính luyện khí sĩ. Sở Lương buông xuống Trường Xuân Công cầm lấy một quyển khác luyện khí tiên đạo công pháp. Hắn thu thập công pháp rất nhiều, luyện khí tiên đạo công pháp liền có hơn 30 loại, ngũ hành đều đủ, âm dương đều có, những năm gần đây thường xuyên đọc qua. Từng cái công pháp chỉ dẫn con đường tuy có trên lệch dị, nhưng liên quan tới tẩy lễ miêu tả đều là nhất trí. Nói cách khác, Sở Lương hiện tại vốn nên thành tiên nhưng hắn hàng ngày bị vây ở bán tiên cảnh giới thôi thử một chút hoành luyện võ đạo đi cái này về sau một tháng sở lương đi vào đông nam duyên hải đánh giết những cái kia lên bờ tứ ngược hải tộc bầy yêu rất nhanh liền gót đủ vạn linh tinh huyết sau đó hắn luyện hóa huyết đan cũng bước vào huyết trì bắt đầu hoành luyện võ đạo đột phá con đường vừa mới bắt đầu hết thảy cũng rất thuận lợi sở lương thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mình đang mạnh lên từ trong tới ngoài đều đang phát sinh biến hóa kỳ diệu nhưng bỗng nhiên phốc sở lương toàn thân chấn động phun ra một ngụm máu tươi vừa rồi một sát na kia một cỗ lực lượng vô hình đảo qua thân thể của hắn ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn thuế biến con đường đem hắn gắt gao ngăn tại tiên môn bên ngoài hắn phàm huyết rõ ràng đã hóa thành tiên huyết đạt đến hoành luyện con đường bán tiên cảnh giới chỉ kém một bước cuối cùng quả nhiên có vấn đề sở lương mở hai mắt ra ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng phiến thiên địa này không cho phép thành tiên trách không được nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài đều bị kẹt tại cửa ải cuối cùng khổ tu mấy chục năm cũng vô pháp bước vào tiên môn thương tiếc trung thân lấy sở lương thiên phú và tài nguyên đều không thành tiên được những người còn lại lại có thể thế nào cỗ lực lượng kia đến cùng là cái gì vì sao muốn ngăn cản ta chẳng lẽ cùng thượng cổ thần thoại thời đại trận chiến kia có quan hệ sở lương trong đầu lần nữa hiện ra cái kia che đậy thương khung mơ hồ đại thủ hắn lâm vào trầm tư thành tiên khó muốn thành tiên cũng chỉ có thể lừa qua cỗ lực lượng kia, mở ra lối riêng. Thiên địa không cho phép, nhất định phải lừa qua cả phiến thiên địa. Sở lương cho mày, cũng không từ bỏ, lập tức bắt đầu suy tư đối sách. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thi tiên quyết trực tiếp chiếm cứ tiên nhân thi hài, mượn thi thành tiên, nhưng làm như vậy cuối cùng không phải chính đạo. Mà lại, một khi có được tiên nhân chi lực, có thể hay không bị thiên địa trực tiếp xóa bỏ. Trong suy tư, thời gian không khô trôi qua. Bất trí bất giác, mùng 3 tháng 3 muốn đến bạn chuẩn bị xem có hệ thống tiến hóa, ta liền vô địch tu tiên giới tập 315, mùng 3 tháng 3, động đình hồ bờ. Các thế lực lớn hội tụ ở đây. Giờ phút này mưa phùn mông lung, mặt hồ mây khói mờ mịt. Một chiếc thuyền nhỏ khoan thai mà đến, trên thuyền một người người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay câu cá cây gậy trúc, thân sắc tự nhiên, chính là sớm đến sở lương. Không bao lâu, cây gậy trúc trầm xuống, mặt nước dập dờn. Sở lương lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này sách can câu lên một đầu ba ngón rộng cá lớn vận khí không tệ hắn tiện tay ném đi đem cá lớn ném bên bờ phân phó nói khôi lửa chịu một nồi cá cháo đợi lát nữa đánh nhau phí thể lực đánh xong vừa vặn bồi bổ thân thể vâng chủ nhân bên bờ có cái tông sư cấp khôi lỗi ứng thanh cái này khôi lỗi cũng không phải là mặc khôi lão nhân lưu lại mà là sở lương mấy ngày trước đây chế tác bị hắn mệnh danh là khôi lửa chính là một bộ hỏa hành khôi lỗi Cỗ này khôi lỗi chế tác thành công, mang ý nghĩa sở lương khôi lỗi một đạo cũng đạt tới tông sư cảnh giới. Ven hồ, rất nhiều thế lực cao thủ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Vị này sở tông sư quả nhiên là tuổi trẻ à, nhìn xem vẫn chưa tới 30, vậy mà đã là tuyệt đỉnh tông sư, thậm chí có thể để cho ẩn thế 20 năm lĩnh nam thần đao vì hắn hiện thế. Mai Sơn phái một cái lão giả sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, lão phu bây giờ 60 có 7, đã qua tuổi lục tuần, lại mới khó khăn lắm luyện cốt cảnh giới, từ đầu đến cuối tìm không được tông sư con đường, thật sự là không sống một thế. Một môn khác phái lão giả thở dài. Gặp Sở Lương còn trẻ như vậy, các đại môn phái trưởng lão đều sinh ra tương tự cảm khái. Năm đó Hồ Kim Đao chính là tuyệt thế thiên tài, nhưng hắn cũng là hơn 30 tuổi mới trở thành tông sư. Hiển nhiên, Sở Lương thiên phú viễn siêu Hồ Kim Đao. Đồng thời hắn không chỉ có đao đạo xuất chúng, liền ngay cả kiếm đạo cũng không tầm thường, những năm này cũng chiến thắng qua rất nhiều kiếm đạo tông sư. Ngoài ra vô luận là luyện đan, luyện khí, trận pháp vẫn là cái gì khác, hắn không gì không biết, đơn giản chính là lão quái vật chuyển thế. Cố kia tông sư cấp khôi lỗi, chính là chính sở tông sư luyện chế, luyện thành thời điểm, lão phu ngay tại tại chỗ, thành kia khôi lỗi đối thủ thứ nhất. Tuyết Sơn phái một cái lão tông sư nói, nghe nói sở tông sư còn tại ẩn dưỡng một cái tông sư cấp cổ trùng. Ta đây liền không biết hiểu. Nói đến, sở tông sư đến nay còn không có danh hào. Các vị nói một chút, dạng gì danh hào mới xứng với sở tông sư dạng này thiên kiêu nhân vật. Nói lên danh hào thời điểm, đám người nhao nhao hưởng ứng, đều có ý nghĩ của mình. Danh hào nhất định phải dễ nhớ, lại ba khí một điểm không còn gì tốt hơn. Tỷ như lĩnh nam thần đao cái danh hiệu này, chỉ là nghe xong, liền biết khẳng định là cái tuyệt thế đao khách. Hồ Kim đao nghĩ nghĩ, đề nghị, dùng đao tông sư tuy nhiều, nhưng sở tông sư chính là trong đó thứ nhất, có thể nói tông sư bên trong tông sư, không bằng liền xưng hắn đao tông à đao tông tốt cái danh hiệu này không tệ ngắn gọn hữu lực các vị chớ có quên đoạn thiên nam hắn cùng sở tông sư ở giữa đến cùng ai mới là đao đạo thứ nhất còn không cách nào kết luận nghe nói như thế đám người tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều đúng vậy à trận chiến này chưa bắt đầu ai thắng ai thua còn nói không chính xác nếu như sở lương bại vậy hắn cái này đao tông tên tuổi liền có vẻ hơi hữu danh vô thực thậm chí là buồn cười chính lúc này phương xa bỗng nhiên vang lên một tiếng đao ngâm. Tranh. Một đạo hùng vĩ đao quang vạch phá thương khung, khí thế bàng bạc, phảng phất là thần linh cầm đao chém xuống, thẳng đến động đình hồ mà tới. Chỉ một thoáng, động đình hồ bờ, vạn đao cùng vang lên. Đang ngồi tất cả đao khách đao, đều ở đây lúc ra khỏi vỏ nửa tấc, giống như là đang nghênh tiếp trong đao đế hoàng. Cảm nhận được cỗ này khí thế kinh người, mọi người ở đây đều biến sắc. Là đoạn thiên nam, lĩnh nam thần đao. Hắn rốt cuộc đã đến. Đám người nhao nhao đứng dậy, sắc mặt hoặc là kinh hãi, hoặc là ngưng trọng bất kỳ người nào đều ngồi không yên. Làm sao cảm giác hắn so 20 năm trước mạnh hơn, hắn bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, chẳng lẽ đã thành tiên. Liền xem như thành danh đã lâu uy tín lâu năm tông sư, nhìn thấy cái kia đạo đao quang thời điểm, trong lòng đều lật lên thao thiên cự lãng. Cường đại, bá đạo, không đầu địch nổi. Đây chính là đoạn thiên nam khí thế. Ven hồ đám người nguyên bản đối sở lương rất có lòng tin. Nhưng đạo này đao quang vừa đến, liền chém nát tất cả tín niệm, làm bọn hắn không khỏi lo lắng. Phiền toái, Sở Tông sư trận chiến này nguy rồi. Hắn còn tuổi nhỏ, như thế nào hơn được Đoạn Thiên Nam lão quái vật kia. Bệ hạ dặn dò qua, trận chiến này vô luận như thế nào cũng muốn cứu Sở Tông sư, tuyệt không thể nhìn xem hắn chết tại Đoạn Thiên Nam đao hạ. Triều đình cũng điều động không ít cao thủ tới, tông sư cấp đại nội cung phụng tới không hạ 10 người. Lúc này, bọn hắn từng cái đều vẻ mặt nghiêm túc mày nhíu lại thành chữ xuyên. Đoạn Thiên Nam thật sự là quá mạnh, nếu là đơn độc đối đầu, bọn hắn không ai được sống mệnh. Thoáng qua ở giữa, đao quang đã tới. Một tiếng cuồng bá hét to vang vọng đất trời. Sở Vân Dương, đánh với ta một trận. Tốt. Sở Lương hét lớn, khí huyết cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, cả người phảng phất ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao. Hắn phóng lên tận trời, dưới chân thuyền gỗ ầm vang sụp đổ, bỗng nhiên chém ra một đao. Một đao kia bá tuyệt thiên hạ đao quang sáng chói, kinh thiên động địa, giống như là muốn chém vỡ toàn bộ thế giới. Ầm ầm. Hai đạo đao quang chạm vào nhau. Khí tức bá đạo tựa như cuồng phong, quét sạch tứ phương thiên địa. Mặt hồ từng khúc nổ tung, nước hồ bạo liệt, bọt nước vẩy ra, chấn thiên động địa. Tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Đoạn thiên nam cười to, đao quang tán đi, chân thân rốt cục xuất hiện. Hắn tóc đen đầy đầu, dung mạo cương nghị, hai mắt tràn đầy bể nghĩa chi sắc, phảng phất một vị quân lâm thiên hạ bá chủ khí tức cuồng bá đến cực hạn bán tiên cảnh giới trải qua lần này va chạm hai người đều xác định thực lực của đối phương song phương đều là nội ngoại kiêm tu lại đều tại hai con đường đi tới bán tiên cảnh giới cao thủ tuyệt thế bọn hắn thực lực đều đã đạt đến phiến thiên địa này có thể dung nạp cực hạn căn bản là không có cách tiến thêm một bước ta đã hai mươi năm không có xuất đao sở vân dương ngươi có tư cách làm ta đối thủ trận chiến này chúng ta đánh cái thống khoái Đoạn thiên nam thét dài một tiếng, tóc đen đầy đầu cùng vũ, áo bào phần phật, chiến ý đã sôi trào. Sở lương cũng là chiến máu bành trướng, khí tức bá đạo mãnh liệt mà ra. Oanh! Trận này tuyệt thế chi chiến, chính thức bắt đầu. Động đình hồ bên trên, đao khí tung hoành, hung mãnh vô cùng, bay thẳng trời cao. Ven hồ mọi người đều là chân kinh, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, sở lương vậy mà có thể cùng đoạn thiên nam liều đến tương xứng, không có chút nào yếu thế sở tông sư lại có thực lực như thế cho dù là cùng sở lương quen biết hồ kim đao bọn người giờ phút này đều rung động không thôi hai người đánh cho thật sự là quá cuồng bạo tông sư phía dưới căn bản là thấy không rõ bọn hắn giao chiến dư ba đều tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức phảng phất muốn xé rách hết thảy khiến ven hồ đám người hãi hùng khiếp phía đông đảo tiểu môn phái không thể không lui xa một chút hoặc là tìm kiếm đại môn phái tông sư cao thủ che chở nếu là không làm như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ bị chiến đấu dư ba rào sát thành bột mịn. Bọn họ hai vị, sợ là đều đã thành tựu tông sư cực hạn, đồng thời tại cuối cùng bước ra một bước, khoảng cách tiên đạo cũng không xa. Lão Phu có thể tại đại nạn đến trước đó chứng kiến một trận chiến này, không uổng công đời này. Đông đảo tông sư không ngừng sợ hãi thán phục. Động đình hồ phía trên chiến đấu, cơ hồ đã người siêu Việt ở giữa cực hạn, giống như là hai vị thiên thần thiên tiên tại trinh phạt. Triều đình phái tới rất nhiều đại nội cung phụng nhẹ nhàng thở ra, đã Sở Lương có thực lực như thế, bọn hắn cũng sẽ không cần xuất thủ, an tâm chờ đợi trận chiến này kết thúc là được. Sở Tông sư tâm địa lương thiện, nhiều năm qua tràn chọc tứ phương, cứu tế an dân, trừ ma vệ đạo, hắn có thực lực như vậy, thật sự là ta đại lương trí phúc à. Sở Tông sư không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn không màng danh lợi, không muốn tiếp nhận triều đình đối với hắn phong thưởng, đây mới thật sự là cao nhân tâm tính, so sánh với hắn, chúng ta cũng có chút tục. Từng cái cung phụng nhau nhau mở miệng, trong ngôn ngữ đối sở lương tràn đầy tán thưởng. Bọn hắn tiếp nhận đại lương triều đình cung phụng thân phận cùng tài nguyên, liền không còn là tự do thân, xác thực không bằng sở lương tiêu sái. Lúc này, một cái kim giáp hộ vệ vội vàng chạy tới. Thân sắc hắn nặng nề, chắp tay nói ra, chư vị cung phụng, triều đình tin gấp, nếu là sở tông sư không việc gì, liền lập tức đi dự châu. Làm sao vậy, vì sao vội vã như vậy? Dự châu đã có ba tòa thành trì biến thành tử vực, thành nội cỏ cây không sinh, gà chó không còn, mấy chục vạn bách tính hóa thành xương khô cái gì nghe vậy từng cái cung phụng đều là chấn động trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi bọn hắn nhìn nhau vài lần đều nhớ tới trong cổ tịch đối với một loại nào đó sinh linh ghi chép ma chân chính ma